Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 163. Trong suy nghĩ của Diêu Bất Ngôn và Biên Long, trên đạo luyện đan, Dương Bách Xuyên đã đạt đến cấp bậc đại tông sư, sau này không thiếu xin Dương Bách Xuyên giúp đỡ luyện đan, nên không có khả năng đứng ở bên Bảo Thuận Quang. Bảo Thuận Quang là Hỗn Nguyên đạo tiên, lão tiên nhân tu luyện vạn năm, đang cảm thấy vô cùng xấu hổ, ai mà ngờ tên tiểu tử Dương Bách Xuyên này lại yêu nghiệt như vậy. Không lẽ thật sự phải làm người hầu cho Dương Bách Xuyên, truyền ra ngoài ông ta sống kiểu gì? Nhưng nói đi nói lại, có vẻ làm người hầu cho một luyện đan đại tông sư cũng không có gì mất mặt, nhìn qua thì Dương Bách Xuyên có tiền đồ vô lượng, sau này có thể đạt đến trình độ cao hơn trong đan đạo. Nghĩ đến đây, Bảo Thuận Quang bắt đầu do dự. Lúc này Dương Bách Xuyên cười to, thôi, ta cũng chỉ đùa với Bảo Đại Sư chút thôi, trên đạo tu luyện ra là hậu bối, lúc nãy đã thất lễ rồi, mong Đại Sư đừng để ý. Thật ra Dương Bách Xuyên nói rất chân thành, hắn cũng nghĩ nếu lựa chọn gia nhập Tiên Minh luyện tạo, sau này phải giao tiếp rất nhiều với bộ trận pháp, nếu Bảo Thuận Quang làm người hầu của hắn, tương đương hắn đã đắc tội với một đống người. Bảo Thuận Quang nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hai tròng mắt chân thành của Dương Bách Xuyên, biết Dương Bách Xuyên không nói giỡn. Lập tức cảm thấy chính mình tu luyện vạn năm nhưng vẫn chưa đến đâu, tâm cảnh còn không bằng một hậu bối, mặt già đỏ bừng. Đồng thời ở lúc này cũng hiểu ra một số vấn đề, cũng đưa ra quyết định. Lập tức bước lên một bước, quỳ gối nói, người tu luyện rất coi trọng sự chân thành và danh dự, nếu không đó là phá đạo tâm. Bảo Thuận Quang nghiêm túc nói, sau đó bái một bái, Bảo Thuận Quang bái kiến chủ nhân, từ hôm nay trở đi cho dù trời sụp đất nứt, ta nguyện ý đi theo làm người hầu cho chủ nhân. Biến hóa này của Bảo Thuận Quang lại làm Dương Bách Xuyên hơi không thích ứng, tiểu gia cho ngươi một bậc thang, sao ngươi lại còn quỳ gối làm gì? Có chút không hiểu, ba người Đinh Hòa Bình cũng sửng sốt. Sau đó ba người nhìn nhau cười. Dù sao ba người cũng là lão quái tu luyện, nhìn ra được vì sao Bảo Thuận Quang lại vậy. Đây là sự biến hóa trên tâm cảnh có đột phá sẽ trợ giúp rất lớn cho u luyện. Định Hòa Bình lên tiếng, chúc mừng lão Bảo. Mặc dù ông ta và Bảo Thuận Quang đấu miệng với nhau rất lâu, nhưng thực tế cũng không có thù, ngược lại bốn người bọn họ trấn giữ Tiên Minh luyện tạo thành tiên đan, cùng trải qua rất nhiều chuyện, tình cảm rất tốt. Năm đó Bảo Thuận Quang tìm ông ta luyện chế đan dược, vì có nỗi khổ bất đắc dĩ nên không đồng ý, thế nên từ đó về sau Bảo Thuận Quang mới đấu với ông A, nhưng cũng chỉ giới hạn trong đấu võ mồm, trên thực tế trong lòng hai người đều rõ hạn cuối. Lúc này Đinh Hòa Bình lên tiếng chúc mừng bởi vì ông ta biết Bảo Thuận Quang đã hiểu rõ, bây giờ lên tiếng, lão Bảo có thể nghe lọt tai, không như trước kia, dù ông ta nói gì cũng chỉ đổi lấy mấy câu nói móc của lão Bảo. Trên thực tế, ở trong lòng Đinh Hòa Bình, Bảo Thuận Quang cũng không hư. Càng làm cho ông ta vui mừng là biểu hiện của Dương Bách Xuyên. Hôm nay Bảo Thuận Quang cũng coi như đã bước ra bước đầu tiên. Ha ha ha, nhờ phúc của chủ nhân ta mới phát hiện có đôi khi tu tâm còn quan trọng hơn tu luyện. Bảo Thuận Quang cười to, nói. Dương Bách Xuyên cũng đã nhìn ra, Bảo Thuận Quang thật sự thành tâm thực hiện đánh cuộc. Ngược lại làm hắn có ấn tượng rất tốt về ông ta. Hơn nữa bên cạnh có thêm một người hầu làm hắn rất vui. Dù sao hiện tại Bảo Thuận Quang là một cao thủ bước nửa chân vào Hỗn Nguyên đạo tiên trung phẩm, hoàn toàn trở thành Hỗn Nguyên trung phẩm chỉ là vấn đề thời gian. Hắn liếc nhìn ba người Đỉnh Hòa Bình, rồi nhìn Bảo Thuận Quang đang quỳ gối trước mặt, nhếch miệng cười nói, đứng lên đi. Bảo Thuận Quang vui mừng, ông ta biết Dương Bách Xuyên đồng ý rồi. Cảm ơn chủ nhân, bái một bái rồi mới đứng lên. Sau đó ba người Đinh Hòa Bình lại chúc mừng Dương Bách Xuyên có được cao thủ trận pháp như Bảo Thuận Quang. Mọi người không cười nhạo Bảo Thuận Quang, bởi vì ở tiên giới có rất nhiều trường hợp đi theo trở thành người hầu của cao thủ, quan trọng hơn phải xem ngươi đi theo chủ nhân như thế nào. Mà Dương Bách Xuyên thì sao? Hoàn toàn tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Về tu vi thực lực, Dương Bách Xuyên chỉ là một đại la thượng phẩm, nhưng hắn lại có thể chiến đấu vượt cấp với Hỗn Nguyên, giết chết Cố Diệp, chỉ dựa vào bản thân, hủy diệt phân bộ tiên đan lâu thành tiên đan. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vô số đại la không làm được, nhưng Dương Bách Xuyên lại làm được chuyện này. Về đạo luyện đan, đạo hạnh đan đạo của Dương Bách Xuyên hoàn toàn đạt đến trình độ luyện đan đại tông sư, tiền đồ tương lai không thể hạn định. Hôm nay Bảo Thuận Quang có thể trở thành người hầu của Dương Bách Xuyên cũng là một cơ duyên. Bảo Thuận Quang đặt ngón tay lên giữa trán, một ấn ký thần hồn xuất hiện, cung kính đưa cho Dương Bách Xuyên, suýt nữa quên mất, đây là tiên hồn của lão nô, mong chủ nhân nhận lấy. Lão Bảo, ta nhìn ra được ngươi rất thật lòng, ta cũng nói một câu, từ nay về sau đi theo ta cũng sẽ thành tâm đối xử với ngươi, tiên hồn chỉ là một ước thúc,
thật sự muốn đi theo thì phải dùng tâm, thu tiên hồn lại đi. Dương Bách Xuyên cười từ CSN hồn của Bảo Thuận Quang. Quả thật mỗi người hầu đi theo chủ nhân đều phải giao ra tiên hồn, bị chủ nhân quản chế, nhưng Dương Bách Xuyên coi trọng tâm. Hắn muốn thật tình thật lòng, chứ không phải cưỡng ép dưới chế ước. Nghe vậy, Bảo Thuận Quang chấn động mạnh. Một lúc lâu sau, Bảo Thuận Quang thu hồi tiên hồn, lớn tiếng nói, lòng của Ngô chủ như biển rộng, Bảo Thuận Quang khắc ghi, ngày nào thiên đạo chưa diệt, Bảo Thuận Quang sẽ đi theo chủ nhân một ngày. Ông ta phát ra một lời thề thiên đạo. Cũng đạt được huy chương cấp 9 của Tiên Minh Luyện Tạp, trở thành luyện đan đại tông sư của Tiên Minh Luyện Tạo. Đương nhiên Tiên Minh Luyện Tạo ở thành Tiên Đan chỉ là một phân bộ, chỉ có thể ban phát huy chương cấp 5, sau khi bốn người Đinh Hòa Bình cùng báo cáo lên trên, yêu cầu tổng bộ phát huy chương cấp 9, cần phải chờ mấy ngày. Sau khi hoàn thành mọi chuyện, Đinh Hòa Bình nói, lão bảo, người dẫn đại tông sư đi lựa chọn chỗ ở đi. Được, nhưng dựa theo đãi ngộ cấp bậc đại tông sư của chủ nhân. Hình như chỉ có thể đi đến nơi mà Lạc Dương đại nhân đang ở, không có chỗ thứ hai à? Bảo Thuận Quang đồng ý, sau đó đột nhiên nhớ ra luyện tạo tiên môn thành tiên đan không có nơi xứng với Dương Bách Xuyên. Nghe vậy Đinh Hòa Bình hơi sửng sốt, đúng là dựa theo quy củ của tiên minh luyện tạo, đãi ngộ và nơi ở của đại tông sư cũng chỉ có nơi ở của Lạc Dương đại nhân xứng đôi với Dương Bách Xuyên. Chẳng qua đó là nơi ở của Lạc Dương đại nhân. Nghĩ một lúc, Đinh Hòa Bình nói, Lạc Dương đại nhân đã rời khỏi hơn ngàn năm chưa trở về. Nơi đó không người, người sắp xếp cho đại tông sư ở đi. Ta nghĩ cho dù Lạc Dương đại nhân trở về, nếu biết được phân bộ ở thành tiên đan của chúng ta có đại tông sư gia nhập, cũng sẽ không trách tội. Vậy cũng tốt, hai, lại nói vẫn chưa có tin tức gì của Lạc Dương đại nhân sao? Bảo Thuận Quang nói. Nhắc đến Lạc Dương đại nhân, cảm xúc của bốn người đều hạ xuống. Lạc Dương đại nhân trong miệng bọn họ chính là minh chủ phân bộ tiên minh luyện tạo thành tiên đan, là người lãnh đạo trực tiếp của bốn người bọn họ. Nhưng ngàn năm trước sau khi ra ngoài thì chưa từng trở về, không có tin tức, bọn họ vẫn luôn đợi Lạc Dương đại nhân trở về. Dương Bách Xuyên đi theo Bảo Thuận Quang đi xem nơi ở, ban đầu hắn còn tưởng nơi ở của tiên minh luyện tạo là trong đống nhà tầng này, nhưng không ngờ Bảo Thuận Quang lại đi qua tầng 9 đi vào một phòng nhỏ, sau đó phát hiện nơi này có cơ quan. Đi vào phòng nhỏ, Dương Bách Xuyên phát hiện nó giống như thang máy, còn có cả trận pháp. Cẩn thận xem xét mới phát hiện có con rối chỉ đạo, là sản phẩm kết hợp với trận pháp. Bảo Thuận Quang giới thiệu, chủ nhân, đây là con rối, sản vật kết hợp giữa con rối cơ quan thuật và trận pháp, có thể nối thẳng tầng ngầm. Nơi dừng chân tu luyện chân chính của tiên minh luyện tạo ở sâu trong mặt đất, ở nơi đó có một thiên địa khác, tiên linh khí gấp mấy chục lần bên ngoài, tương truyền sau khi đến thành tiên đan, Lạc Dương đại nhân đã phát hiện một thế giới ngầm nên đã xây dựng tiên minh luyện tạo ở đây. 9 tầng của tiên minh luyện tạo chỉ là nơi triển khai nghiệp vụ, bình thường chúng ta đều tu luyện ở thế giới ngầm. Bảo Thuận Quang vừa giới thiệu cho Dương Bách Xuyên, vừa giơ tay truyền tiên lực vào nơi có khắc văn, ngay lập tức phòng nhỏ lóe lên. Tiếp theo Dương Bách Xuyên cảm thấy hơi chấn động, cả căn phòng bắt đầu chìm xuống. Dương Bách Xuyên cảm thán, xem ra chính mình vẫn hiểu quá ít về thuật pháp tiên giới, sau này phải tìm hiểu kỹ hơn. Lại lần nữa nghe thấy Bảo Thuận Quang nhắc đến cái tên Lạc Dương, Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi, đúng rồi, có thể nói qua về Lạc Dương đại nhân cho ta nghe không? Rất nhiều lần nghe được bốn người Bảo Thuận Quang nhắc đến Lạc Dương đại nhân, Dương Bách Xuyên cũng chỉ biết Lạc Dương đại nhân này là minh chủ của phân bộ tiên minh luyện tạo thành tiên đan, nhưng có vẻ đã biến mất ngàn năm. Có vẻ bốn người Bảo Thuận Quang đều rất kính trọng người tên Lạc Dương này. Điều này làm hắn rất tò mò rốt cuộc Lạc Dương này là người như thế nào. Nghe vậy, Bảo Thuận Quang hơi trầm ngâm một lúc, nói, cho dù chủ nhân không hỏi, ta cũng chuẩn bị nói qua về tiên minh luyện tạo cho chủ nhân. Bảo Thuận Quang nói tiếp. Ta nói trước về Lạc Dương đại nhân đi. Lạc Dương đại nhân là một nữ nhân, tu vi là tiên quân, cũng là đệ tử của một vị tiên đế của tiên minh luyện tạo, cho nên nàng mới có thể trở thành minh chủ của phân bộ tiên minh luyện tạo thành tiên đan. Đáng tiếc ngàn năm trước, không biết vì lý do gì, Lạc Dương đại nhân chỉ nói đi ra ngoài du lịch, kết quả một đi không trở lại, đến tận bây giờ cũng không có tin tức, chúng ta cũng đã đi tìm, tổng bộ cũng cho người đi tìm, nhưng không có tin tức gì. Hai. Thở dài, Bảo Thuận Quang nói tiếp. Lạc Dương đại nhân là một nữ tử tài hoa hơn người, thiên phú tu luyện dị bẩm, cực kỳ thần tốc, hiểu biết sâu rộng về luyện đan, luyện khí, trận pháp, con rối, phù chú. Nói đến luyện khí, thật ra người phụ trách luyện khí bộ phân bộ tiên minh luyện tạo thành tiên đan còn chống đến nay, không phải vì mất tích hay bị người giết hại, nguyên nhân thực sự là người phụ trách luyện khí bộ đang đi tìm Lạc Dương đại nhân.
Thời trẻ nghe người phụ trách luyện khí bộ nói hắn nghi ngờ Lạc Dương đại nhân bị kẻ thù hãm hại lọt vào tử địa nào đó, cho nên người phụ trách luyện khí bộ đã đi đến nơi đó tìm kiếm Lạc Dương đại nhân. Lần này đi chưa từng trở về, lại nói người phụ trách luyện khí bộ được Lạc Dương đại nhân cứu một mạng, muốn báo ân, cực kỳ trung thành và tận tâm với Lạc Dương đại nhân, là người có tình có nghĩa. Chủ nhân, chúng ta đi ra ngoài đi. Bảo Thuận Quang dừng lại, vung tay lên, cánh cửa của phòng nhỏ mở ra. Dương Bách Xuyên đi ra ngoài, lúc này mới phát hiện bọn họ đi vào trong một động thiên nhiên rất lớn, nhiệt độ rất cao, phóng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy hồ dung nham cuồn cuộn. Chủ nhân, chúng ta còn phải xuyên qua hang động tự nhiên này, đầu bên kia là nơi ở chân chính của phân bộ tiên minh luyện tạo, ở nơi đó có hơn 3.000 người, đều là luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, con rối sư, phù chú sư, những người đó mới là lực lượng trung tâm của tiên minh luyện tạo. Bảo Thuận Quang vừa đi vừa nói. Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi, lão bảo, sao các ngươi không lựa chọn ở trên đất bằng? Ở nơi này cho dù tiên khí đầy đủ cũng không tốt lắm. Ở lâu rồi không sợ buồn chết hả? Bảo Thuận Quang cười nói, chủ nhân, ngài có chút không biết, đợi lát nữa đến nơi ngài sẽ thích, ta chỉ có thể nói nơi này có một thiên địa khác, xuyên qua đoạn đường này là đích đến. Trên thực tế nơi này là một thiên hố khổng lồ, địa lý hoàn cảnh được thiên nhiên ban tặng, tiên linh khí của mấy chục dặm xung quanh đều hội tụ về nơi này, đây là một phúc địa hiếm có. Khoảng 10 phút sau, hai người xuyên qua một huyệt động thiên nhiên rất lớn, sau đó hai mắt Dương Bách Xuyên sáng ngời, mở mắt ra hắn phát hiện mình đã xuất hiện ở nơi hoa thơm chím hót. Đúng như lời Bảo Thuận Quang, nơi này là một thiên hố khổng lồ. Dương Bách Xuyên nhìn thấy ở chỗ này có núi có sông có từng, mặc dù núi không quá lớn nhưng cũng là núi, bởi vì như vậy nên mới hình thành hoàn cảnh độc đáo. Linh khí thiên địa vô cùng sung túc, gấp mười mấy lần bên ngoài, hoa thơm chim hót giống như tiên cảnh. Ở chỗ này cũng có tiên nhân, có người ngồi đả tọa ở bờ sông, có người ngồi khoanh chân trên đại thụ, có người đang tu luyện thuật pháp. Dựa theo lời của Bảo Thuận Quang, khí lưu ly bao phủ trên thiên hố hình thành trận pháp kết giới, nhìn từ đáy thiên địa có thể nhìn đến phía chân trời, nhưng bên ngoài nhìn không thấy, cũng không tìm thấy nơi này, cho nên nơi này vô cùng an toàn. Chủ nhân, ta dẫn người đến đạo tràng tu luyện của Lạc Dương đại nhân, dù sao nơi đó cũng không có người ở, lãng phí linh khí dày đặc. Được. Hai người đi đến chỗ sâu nhất của thiên hồ, dừng trước một hồ nước, trước hồ nước là một thác nước cực lớn. Bảo Thuận Quang chỉ vào thác nước và nói, khu vực trong vòng 3 dặm quanh nơi này là cấm địa, cũng là võ đường của Lạc Dương đại nhân, không ai được phép đến quấy rầy ngài, chủ nhân có thể yên tâm tu luyện. Ngoài ra, phía sau thác nước còn có chỗ tu luyện do chính Lạc Dương đại nhân mở ra, đây là lệnh bài mở trận pháp. Nói xong Bảo Thuận Quang lấy ra một lệnh bài và đưa cho Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cất lệnh bài, cùng Bảo Thuận Quang đi đến tiểu đình, trên đó viết Lạc Dương các. Sau khi ngồi vào chỗ, Dương Bách Xuyên nói cho ta biết lịch sử của tiên minh luyện tạo đi. Ngoài ra, ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi. Được, chủ nhân mời ngồi. Bảo Thuận Quang vẫy tay, một bình rượu xuất hiện, hai người ngồi vào chỗ. Dương Bách Xuyên đã gia nhập tiên minh luyện tạo, hắn nhất định phải hiểu rõ, có một số chuyện hắn nhất định phải biết. Cho nên cũng không vội để Bảo Thuận Quang đi. Mà Bảo Thuận Quang hiện tại là người hầu của Dương Bách Xuyên, ông ta phải tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, huống chi là hỏi một chút chuyện của tiên minh luyện tạo. Bảo Thuận Quang nói, kỳ thực, ta cũng không biết tổng bộ của tiên minh luyện tạo ở đâu, cũng chưa từng đến đó. Lão Ninh và ta cũng giống nhau. Sau khi gia nhập tiên minh luyện tạo, chúng ta đều ở trong phân bộ của tiên minh luyện tạo ở thành Tiên Đan. Chưa từng có ai đến tổng bộ của tiên minh luyện tạo, chúng ta đều là những người được Lạc Dương đại nhân đưa vào tiên minh luyện tạo, và chúng ta trực tiếp nhận lệnh từ Lạc Dương đại nhân. Theo Lạc Dương đại nhân nói thì, tiên minh luyện tạo thực sự na ở cửu trọng thiên của tiên giới. Chờ một chút, Dương Bách Xuyên ngắt lời Bảo Thuận Quang, hỏi, nói cho ta biết cửu trọng thiên là gì. Dương Bách Xuyên không xa lạ gì với thuật ngữ cửu trọng thiên và đã thường xuyên nghe nói đến nó. Tuy nhiên, sau khi phi thăng lên tiên giới mà hắn biết chỉ là sự bao la và những ngọn tiên sơn rơi vào những vì sao, mỗi ngọn tiên sơn giống như một thế giới. Trước kia cũng đã nghe nhắc đến cửu trọng thiên, giờ phút này, nghe Bảo Thuận Quang nói vậy, tựa hồ thật sự có cửu trọng thiên. Phía trên bầu trời tiên giới là biển sao vô tận và vô số ngọn tiên sơn, hoàn toàn không có sự tồn tại của mấy tầng trời. Đây là lần đầu tiên ta nghe nói về cửu trọng thiên. Bảo Thuận Quang nghe thấy Dương Bách Xuyên nói chuyện thì sửng sốt, tuy phản ứng lại nhưng cũng không quá ngạc nhiên, cười nói, rất nhiều tiên nhân tu vi thấp hơn cũng chưa từng nghe nói qua. Tiên giới xác thực có cửu trọng thiên, nhưng không có nghĩa là có 1 đến 9 tầng, mà chỉ có một cửu trọng thiên, đó là nơi mà chỉ có cường giả mới có thể đi tới.
nếu không có tu vi tiên quân thì không thể chạm tới cửu trọng thiên, truyền thuyết cửu trọng thiên nằm ở cuối biển sao trong tiên giới, nhưng không thể tìm thấy nó. Chỉ những người đã đạt đến cấp độ của tiên quân mới có thể cảm nhận được vị trí của cửu trọng thiên, nghe Lạc Dương đại nhân nói, cửu trọng thiên khác với tiên giới mà chúng ta đang sống. Đó là một mảnh đất thần tiên, tên là cửu trọng thiên. Đó mới là sân khấu dành cho kẻ mạnh thực sự trong tiên giới, không chỉ là tiên giới, yêu giới, ma giới gì đó cũng tồn tại cửu trọng thiên trong tương lai. Nếu đạt đến cấp độ tiên quân, ngài có thể lên cửu trọng thiên, không riêng gì tiên minh luyện tạo, trên thực tế, nhiều giáo phái hàng đầu trong tiên giới đều có nền tảng ở cửu trọng thiên. Nói đến tiên minh luyện tạo, những trưởng lão cấp cao của tiên minh luyện tạo ta cũng chỉ mới nghe nhắc đến Lạc Dương đại nhân, chứ chưa bao giờ nghe nói về các lãnh đạo cấp cao khác của tiên minh luyện tạo. Có lần ta nghe Lạc Dương đại nhân nói sư phụ của nàng ta là một kiếm tiên mạnh mẽ của tiên minh luyện tạo, hình như tên là Tinh Thần Tử, à đúng rồi. Nghe nói khoảng 1.000 năm trước tôn thượng của tiên minh luyện tạo, đã đến tổng bộ của tiên minh luyện tạo, từ đó về sau dường như toàn bộ cửu trọng thiên đều hỗn loạn. Suy nghĩ một chút, thực sự rất có thể. Bởi vì sau đó Bảo Thuận Quang nói rằng có tôn thượng gì đó đã trở lại tiên minh luyện tạo và tiên minh luyện tạo đang gây chiến với ba đại tiên tôn của tiên giới. Ai dám gây chiến với tiên tôn của tiên giới? Dương Bách Xuyên không thể nghĩ ra ai khác ngoài Vân Thiên Tà. Tôn thượng, ha ha. Chẳng lẽ là danh hiệu kính trọng mà những người như Bảo Thuận Quang phong cho ông sao? Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên cảm thấy rất có khả năng Tinh Thần Tử chính là nhị sư huynh đã chết của hắn. Lão già từng nói với hắn ở tu chân giới rằng ông bị giết là do có người tính kế, cho nên tàn hồn mới được bình càn khôn cứu. Mà lão nhân chính là thập nhị kiếp tán tiên, cùng cấp với cảnh giới tiên tôn. Bây giờ nghĩ lại, tiên minh luyện tạo có lẽ là nền tảng của sư phụ, hoặc là thế lực được tạo ra bởi những người có liên quan đến sư phụ. Chẳng hạn như các sư huynh sư tỷ của sư phụ, hoặc nói không chừng là sư mẫu chưa gặp mặt tạo ra, chính là để giúp ông báo thù. Hàng nghìn năm trước, tính toán thời gian tựa hồ là thời điểm lão phu trở về tiên giới, có thể tưởng tượng, sau khi ông trở về tiên giới, liền bắt đầu báo thù tử thù. Nghĩ như vậy, Dương Bách Xuyên cảm thấy rất có thể. Tiên minh luyện tạo rất có thể là một thế lực được tạo ra bởi những người có liên quan đến sư phụ. Dựa trên tính toán này, việc thành lập tiên minh luyện tạo sẽ không mất quá nhiều thời gian. Lão Bảo, tiên minh luyện tạo đã thành lập được bao lâu rồi? Dương Bách Xuyên hỏi, nhìn chằm chằm vào Bảo Thuận Quang. Bảo Thuận Quang có chút sợ hãi khi bị Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm vào, nhưng ông ta vẫn nói, ta không biết thời gian cụ thể, nhưng cũng không lâu lắm, không vượt quá 2 vạn năm. So với những thế lực cổ xưa đó trong tiên giới, việc thành lập tiên minh luyện tạo của chúng ta lịch sử ngắn hơn một chút, nhưng sức mạnh và quyền lực của tiên minh luyện tạo chắc chắn thuộc hàng mạnh nhất trong tiên giới. Cách đây chưa đầy 2 vạn năm. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm, đếm thời gian, tựa hồ nhớ tới sư phụ nói ông bị nhốt trong bình càn khôn thời gian đã hơn vạn năm. Nghĩ như vậy thì đáp án là đúng, quả nhiên Tinh Thần Tử là nhị sư huynh của hắn, cấp trên của hắn ta rất có thể chính là sư phụ Vân Thiên Tà. Dương Bách Xuyên suy nghĩ một chút, lại hỏi, lão Bảo, người có biết tên của tôn thượng không? Những cường giả khác trong tổng bộ tiên minh luyện tạo là ai? Bảo Thuận Quang cười khổ nói, chủ nhân, ta chưa từng tới tổng bộ cửu trọng thiên. Lạc Dương đại nhân chưa từng nhắc tới người nào khác, ngài ấy chỉ nói sư phụ của mình tên là Tinh Thần Tử. Về phần tôn thượng là ta nghe được từ Lão Định, ta đoán là ông ấy cũng không biết. Đúng rồi, có thể nhờ Lão Định liên hệ với tổng bộ để hỏi thăm tình hình, mọi tiên minh luyện tạo đều có thể liên lạc với tổng bộ thông qua các phương pháp bí mật, tổng bộ sẽ cử người đến đây, ngài có thể hỏi về tình hình. Dương Bách Xuyên nghe Bảo Thuận Quang nói, hai mắt sáng lên, cái này không sao, khi người của tổng bộ tiên minh luyện tạo tới đưa huy hiệu. Hắn có thể tra ra có phải là nhị sư huynh và sư phụ không? Tuy nhiên, theo suy luận của chính hắn, tiên minh luyện tạo có quan hệ mật thiết với sư phụ, điều đó có nghĩa là cuối cùng hắn đã tìm được nhà của mình. Sau khi cùng Bảo Thuận Quang trò chuyện thêm một chút về trụ sở của tiên minh luyện tạo và cửu trọng thiên, Dương Bách Xuyên không nhận được nhiều thông tin hữu ích nên Dương Bách Xuyên đã yêu cầu Bảo Thuận Quang rời đi. Tiếp theo, hắn chuẩn bị linh dược kim nguyên đại la, tu vi của hắn vẫn kém hỗn nguyên 2 cấp nhỏ, cho nên hắn phải luyện chế đan dược. Nếu đúng như Bảo Thuận Quang nói, chỉ có tu vi đạt tới tiên quân cấp độ mới có thể lên cửu trọng thiên, như vậy tu vi của hắn còn kém xa. Người hắn phải tìm là sư phụ, ở cửu trọng thiên. Dương Bách Xuyên trợn mắt nói, sao ngươi không nói cho ta sớm hơn? Ngươi không có hỏi, quỷ đều nói như thật. Ngươi, quên đi, nói cho ta biết vì sao ngươi cần tu luyện tiên quân mới có thể đi cửu trọng thiên. Ngươi phải tiên quân thì không đến được sao? Đây chính là Dương Bách Xuyên quan tâm nhất. Sở dĩ hỏi chim thần ma là vì nó biết rất nhiều, nhất định biết nhiều bí mật về tiên giới hơn Bảo Thuận Quang. Kỳ thực, chim thần ma đôi khi cũng khá bình thường,
không lên cơn cũng có thể nói chuyện tốt và những gì nó nói đều rất đáng tin cậy. Ví dụ như bây giờ Dương Bách Xuyên hỏi vấn đề này, nó nghiêng đầu suy nghĩ một lúc mới trả lời, nói như thế nào đây? Cửu Trọng Thiên trước hết là cốt lõi của tiên giới, cũng là một nơi rất phức tạp. Nơi này không chỉ là tiên giới, nơi tập hợp những kẻ mạnh mẽ cũng là nơi tồn tại của yêu tộc hùng mạnh. Người phải biết rằng không phải yêu tộc nào cũng có thể cùng tồn tại với loài người. Hơn nữa, đây là nơi trấn áp ma tộc, ngoài tiên yêu ma ra còn có một số sinh vật cực kỳ mạnh mẽ và đáng sợ, vì vậy Cửu Trọng Thiên là nơi biệt lập, chỉ sợ quá nhiều tiên nhân vào đó sẽ chết. Đồng thời cũng sợ có ma tộc hoặc yêu tộc ra ngoài nên mới có quy định chỉ có tiên nhân mới có thể đến đó sau khi tu luyện đến cấp độ tiên quân, thực ra có rất nhiều cách để vào được. Cách thứ nhất đương nhiên là tu luyện đến cảnh giới tiên quân, lúc đó người tự nhiên có thể triệu hoán Cửu Trọng Thiên, tìm địa phương trực tiếp đi vào, cách thứ hai là nhờ người đưa ngươi vào. Thứ ba là người tu luyện không gian chi lực mới có thể tìm tới Cửu Trọng Thiên, bầu trời ở đâu, tự nhiên có thể trực tiếp xuyên qua không gian, đương nhiên phải có thể cảm nhận được sức mạnh giam cầm của Cửu Trọng Thiên. Ở một số nơi trong tiên giới cũng có những trận pháp cố định có thể tiến vào Cửu Trọng Thiên, nhưng ngươi biết đấy, nhóc con, dù sao thì ngươi vẫn phải có thực lực mới có thể đi tới Cửu Trọng Thiên, nếu không thì đi đâu cũng không quan trọng ngươi chết sau khi ngươi đi. Tất nhiên cũng có ưu điểm là vì Cửu Trọng Thiên là cốt lõi của tiên giới, nên có tiên lực mạnh mẽ và gần với thiên đạo hơn, cũng có rất nhiều lão quái vật mạnh mẽ, đó là một nơi huyền diệu mà ngươi có thể hiểu rõ tu luyện tiên đạo, cũng rất có ích. Dương Bách Xuyên nghe xong câu chuyện của chim thần ma, cũng hiểu được phần nào, đồng ý với những gì chim thần ma nói, quả thực cần phải có thực lực, nếu không, cho dù biết sư phụ ở đâu, hắn cũng sẽ không có thể giúp đỡ và sẽ trở thành gánh nặng. Hắn tạm thời tu luyện ở đây vẫn tốt hơn, trước hết ít nhất phải đột phá đến Hỗn Nguyên Đạo Tiên, kỳ thực hắn cũng chưa từng đi qua rất nhiều nơi trong tiên giới. Bây giờ nghĩ đến Cửu Trọng Thiên còn hơi sớm, tiên quân cũng chỉ là bước đầu, có thể tưởng tượng, nơi đó không có bình yên, là nơi tiên nhân, yêu ma cùng những sinh vật mạnh mẽ khác cùng tồn tại. Hắn tin rằng nơi đó tuyệt đối sẽ không phải là tiên cảnh tốt lành. Toàn bộ thác nước trông như một vòng tròn lớn, trong các tòa nhà đều có gác xếp, Dương Bách Xuyên bảo Yến Xích Hà và Tuyết Hương tìm một nơi để ở, mọi người sẽ ẩn giật ở đây một thời gian. Hắn bước một bước vào thác nước, sau khi xuyên qua màn nước, nhìn thấy ở đây một cánh cửa đá có trận pháp dao động, lấy ra lệnh bài kích hoạt, cửa đá từ từ mở ra. Dương Bách Xuyên tò mò bước vào, theo lời của bốn người bảo Thuận Quang, đây là nơi Lạc Dương đại nhân tu luyện. Hắn ta đến đây chỉ để luyện chế tiên đan kim nguyên đại la ở nơi kín đáo này, hắn vẫn chưa chuẩn bị để cho quá nhiều người biết về công thức của tiên đan kim nguyên đại la, dù sao thì nó có chút không tự nhiên. Bước vào động, Dương Bách Xuyên có một cái nhìn toàn cảnh, rất đơn giản, chỉ là một không gian khoảng 50-60 mét vuông, có một chiếc giường đá, một chiếc đệm ngồi thiền và một bộ bàn ghế bằng đá, không có vật dụng gì khác. Đó thực sự là một nơi tu luyện thuần túy. Dương Bách Xuyên tự lẩm bẩm rồi đi về phía giường đá. Dù sao đây cũng là chiếc giường đá trong truyền thuyết Lạc Dương đại nhân đã ngủ, hắn vẫn có chút tò mò. Thoạt nhìn thì đó là một chiếc giường đá rất bình thường, có chút thất vọng, ở đây chẳng có gì thú vị để xem cả. Sau khi Dương Bách Xuyên gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn của mình, hắn lấy lò luyện đan ra, chuẩn bị đan dược để luyện chế đan kim nguyên đại la, và bắt đầu luyện chế đan dược. Chủ yếu là quỷ mẫu hoa lệ, hắn hiện tại có 3 phần, thế là đủ rồi. Tiên dược hỗ trợ đã được mua từ chợ Vạn Dược từ lâu. Hiện tại hắn đã vượt qua khảo hạch của tiên minh luyện tạo, trở thành đại sư luyện đan của tiên minh luyện tạo, có địa điểm tu luyện ổn định, không cần lo lắng có người báo thù. Về mặt lý thuyết, uống một viên là có thể nâng lên một đại cảnh giới. Muốn thích ứng với hết thảy cảnh giới dưới Hỗn Nguyên, tất nhiên phải có khả năng luyện chế trước, không thể nghi ngờ nội lực vượt xa tưởng tượng. Độ khó luyện chế và hiệu quả đều cao hơn đan kim nguyên chân đạo rất nhiều. Dương Bách Xuyên lần này luyện chế đan dược cũng không có vội vàng, sau khi điều chỉnh trạng thái của mình, hắn cho đan dược vào và bắt đầu. Chấm, lần này luyện chế linh dược kim nguyên đại la rất lâu, cuối cùng phải mất 7 ngày mới thu thập được linh dược thành công. 9 viên tiên đan kim đan đại la đã được tinh chế, vẫn còn 90% chất lượng tôi luyện, tiên dược trong suốt như pha lê tỏa ra ánh sáng rực rỡ của thủy tinh, trông rất hấp dẫn. Có một sự thôi thúc muốn nuốt nó trong một ngụm, nhưng Dương Bách Xuyên đã kìm lại vì biết rằng bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để đan kim nguyên đại la. Bởi vì tu vi của hắn gần đây tiến bộ quá nhanh, hắn cần phải ổn định cảnh giới của mình. Bây giờ đã là tu vi đại la đại viên mãn, bước tiếp theo là Hỗn Nguyên Đạo Tiên cảnh, nghe như chỉ còn một bước nữa, nhưng Dương Bách Xuyên biết muốn đột phá thành công không đơn giản như vậy. Gần đây hắn tu luyện quá nhanh, tâm trạng luôn bất ổn, hiện tại đã luyện chế thành công đan dược kim nguyên đại la, hắn cũng không vội lấy, hắn chỉ muốn ổn định tâm trạng, lấy đi.
tiên dược ở trạng thái tốt nhất để hắn ta có thể thuận lợi tiến tới hỗn nguyên. Dương Bách Xuyên bây giờ đã có kinh nghiệm tu luyện của riêng mình và biết khi nào nên tiến và khi nào nên chậm lại. Vì vậy, nàng quyết định tu luyện ẩn dật trong một thời gian để ổn định trạng thái tu luyện hiện tại, sau đó uống tiên dược Kim Nguyên Đại La để ổn định trạng thái và tránh những nguy hiểm tiềm ẩn. Sau khi Dương Bách Xuyên cất tiên dược đi, hắn bước ra khỏi động, trước tiên giao quả trứng côn bằng cho Tuyết Hương, quả trứng này cần lực lượng để duy trì quá trình ấp, không thể trì hoãn, hắn không biết phải mất bao lâu mới có thể làm được. Sau khi giải quyết xong quả trứng côn bằng, Dương Bách Xuyên quay trở lại hang động, lặng lẽ ngồi xuống và bắt đầu tu luyện. Không có nhiều năm tu luyện, nhưng vài xuân thu bằng một cái búng tay. 300 năm sau, Dương Bách Xuyên tỉnh dậy từ trạng thái tu luyện. Trình độ tu luyện của hắn đã hoàn toàn ổn định ở đỉnh cao đại viên mãn. Trong 300 năm này, Dương Bách Xuyên cũng cố gắng đột phá hỗn nguyên, nhưng hắn có thể chứng minh rằng hỗn nguyên không đơn giản như tưởng tượng, và không có chút động tĩnh nào. Vì thế hắn đã ngừng tu luyện, may mắn thay, cũng đã ổn định, hắn biết rằng có một cơ hội bị bỏ lỡ để đạt được hỗn nguyên. Đừng lo lắng về điều này bây giờ. Tất nhiên, hắn cũng có thể dẫn đan Kim Nguyên Đại La đột phá hỗn nguyên, nhưng Dương Bách Xuyên cảm thấy không cần thiết. Tiên đan dù tốt đến đâu thì cuối cùng cũng là do ngoại lực. Sự tu luyện vững chắc nhất chỉ có thể đạt được bằng sự tu luyện của chính mình. Hơn nữa, tu vi hiện tại của hắn đã đạt đến đỉnh cao của Đại La Đại Viên Mãn, chỉ còn một bước nữa là có thể đạt tới cảnh giới hỗn nguyên, nếu hắn có thể tự mình hiểu rõ và đột phá đến cảnh giới hỗn nguyên thì tốt nhất. Vì vậy, hắn quyết định tạm thời không dùng tiên dược Kim Nguyên Đại La vì đây là biện pháp cuối cùng, tốt nhất nên sử dụng tiên dược vào đúng cơ hội để đạt được hiệu quả tối đa. Nói xong chuyện này, Dương Bách Xuyên đang muốn đứng dậy từ trên giường đá ra ngoài đi dạo. Tính toán 300 năm đã trôi qua, hắn cũng không biết Yến Xích Hà và Tuyết Hương đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ngay khi Dương Bách Xuyên chuẩn bị đứng dậy, hắn phát hiện ở mép giường đá có mấy chữ nhỏ, nếu không phải hắn vừa mới ổn định trạng thái vô tình nhìn xuống thì khó có thể phát hiện ra có. Những ký tự nhỏ trên chiếc giường đá, hắn cúi đầu cẩn thận nhìn xem, sau một khắc nhìn thấy nội dung, sắc mặt Dương Bách Xuyên liền thay đổi. Rõ ràng nó trông giống chữ viết của phụ nữ, rất tinh tế. Những chữ xuất hiện trên giường đá chắc chắn là do Lạc Dương viết ra. Nói đúng ra, lúc này hắn đang ở trong phòng khách của Lạc Dương, trên giường đá của nàng. Điều này khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy có chút kỳ quái. Nhìn kỹ, Dương Bách Xuyên đọc được những dòng chữ nhỏ này, thành trong thành tiên đan nghe có vẻ hơi khó hiểu nhưng thực ra lại rất dễ hiểu. Thành tiên đan chắc chắn có một thành phố trong thành phố, và ở đó có ma đạo nên Lạc Dương đã đi kiểm tra. Nói vậy, khi Dương Bách Xuyên nghĩ về điều đó, đến gặp Đinh Hòa Bình và những người khác để nói với họ về điều này. Theo lời đám người Đinh Hòa Bình nói, Lạc Dương đã biến mất hàng ngàn năm mà không chút tin tức nào. Bây giờ thấy hai câu này, Dương Bách Xuyên cảm thấy Lạc Dương có thể đã xâm chiếm một thành nào đó trong thành, hơn nữa còn là đi tìm ma tộc. Bây giờ chỉ tồn tại hai khả năng, thứ nhất là Lạc Dương bị nhốt, thứ hai là đã chết. Mặc dù Dương Bách Xuyên chưa từng thấy Lạc Dương, nhưng nếu bây giờ hắn gia nhập tiên minh luyện tạo của thành tiên đan thì trên danh nghĩa hắn cũng là người của tiên minh luyện tạo rồi, cũng chính là thuộc hạ của Lạc Dương. Tất nhiên, hắn là một tên thuộc hạ rất bất ổn. Mặt khác, theo lời kể của Bảo Thuận Quang, sư phụ Lạc Dương có tên là Tinh Thần Tử, mà theo suy đoán của hắn, Tinh Thần Tử rất có thể là nhị sư huynh của hắn về công về tư, cũng nên đi hỏi một chút về chuyện của Lạc Dương. Sau đó Dương Bách Xuyên bước ra khỏi động phủ, Yến Xích Hà, một tiếng gầm lớn, chủ nhân. Ngài quan rồi, Yến Xích Hà bay tới, đi mời đám người Bảo Thuận Quang tới đây, nói là ta có chuyện quan trọng muốn tìm bọn họ. Dương Bách Xuyên trực tiếp ra lệnh, Yến Xích Hà biết chuyện Bảo Thuận Quang cũng trở thành người hầu của Dương Bách Xuyên. Cho nên ít nhiều cũng có cảm giác khủng hoảng, nhưng Yến Xích Hà biết giữa hắn ta và Bảo Thuận Quang có sự khác biệt rất lớn bất kể là về tu vi cảnh giới hay thân phận địa vị, cho nên trong lòng chỉ có thể oán giận một chút. Được, thuộc hạ lập tức đi ngay, Yến Xích Hà vèo một cái đã biến mất. Xuất quan rồi à, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng hắn, Dương Bách Xuyên xoay người lại thì thấy Tuyết Hương đi tới. Nhìn thấy Tuyết Hương, trong lòng Dương Bách Xuyên tốt lên rất nhiều, hắn bế quan 300 năm bây giờ thấy tu vi của Tuyết Hương dường như đã có dấu hiệu đột phá. Xuất quan rồi, người thế nào? Dương Bách Xuyên thản nhiên hỏi, ta bị kẹt ở bình cảnh, cũng không biết khi nào mới có thể đột phá, nhưng ma tộc bọn ta đột phá bình cảnh luôn nhanh hơn nhân tộc các ngươi. Bước tiếp theo là ta sẽ đạt tới tu vi cảnh giới ngang với hỗn nguyên đạo tiên của nhân tộc các ngươi đấy. Tuyết Hương hiếm khi nói nhiều thế này. Đối với Tuyết Hương, hiện tại Dương Mỗ càng nhìn càng thấy đẹp, có lẽ là bởi vì nàng ấy đã theo Dương Bách Xuyên vào đời một thời gian dài, lúc này nhìn nàng ấy có vẻ có chút nhân vị hơn rồi, hoặc có thể nói là chân thực hơn, trông có vẻ rất quyến rũ. Trứng côn bằng thế nào rồi?
Dương Bách Xuyên cũng quan tâm đến vật cưỡi tương lai của hắn. Nó vẫn như cũ, cũng không biết khi nào nó mới nở nữa. Tuyết Hương nói, ngươi cầm viên đan dược này rồi tìm cơ hội uống đi, xem thử có thể giúp ngươi đột phá hay không. Sau khi Dương Bách Xuyên nghĩ nghĩ, hắn vẫn lấy ra một viên đan kim nguyên đại la đưa cho Tuyết Hương. Mặc dù là yêu tiên, nhưng tiên đan chính là sức mạnh thuần túy, trên lý thuyết thì đều có tác dụng. Hắn không hề keo kiệt với Tuyết Hương. Được, đa tạ, ách, Dương Bách Xuyên có chút kinh ngạc, từ trước đến giờ Tuyết Hương chưa từng nói lời cảm tạ, nhưng bây giờ hắn lại nghe được nàng ấy nói cảm tạ, đây cũng là cảnh tượng hắn thích nhìn thấy. Trong lòng Dương Mỗ luôn tin tưởng, bất kể là sinh linh tu luyện gì cũng đều phải có nhân vị mới đúng. Thay vì nói ngươi là tiên, ngươi phải cao cao tại thượng, tài trí hơn người. Hắn thích nhân vị hơn, Dương Mỗ mỉm cười nói, ha ha, sau này ngươi không cần phải khách khí với ta. Ngươi cứ dùng trước thử xem, nếu có hiệu quả thì ta ở chỗ ta vẫn còn. Được, ta sẽ dùng. Không biết tại sao lúc này Tuyết Hương lại có chút đỏ mặt. Oa nha nha nha, con gà nhỏ yếu khốn khiếp, cho ta, ông đây cũng muốn đan dược. Ngươi đã hứa cho ông đây bao nhiêu lần rồi, lúc nào cũng nói cho ông đây đan dược mà mãi không thấy đâu. Lần này ngươi không thể nuốt lời được, đưa đan dược cho ông đây. Này, con chim lắm lông nhà ngươi. Dương Bách Xuyên sửng sốt kêu lên. Hắn không ngờ con hàng này lại trực tiếp nuốt xuống, phải biết rằng đây chính là tiên đan tốt nhất mà hắn có thể luyện chế được ở hiện tại đấy. Hắn biết rất rõ sức mạnh ẩn chứa trong chủng bên trong mạnh đến mức nào nên rất sợ con chim lắm lông nào nuốt vào sẽ bạo thể. Yên tâm, ông đây là chim thần ma đệ nhất trong tam giới, cũng không phải là thứ mà con gà yếu các ngươi có thể tưởng tượng được. Tiểu tử nhà mi có cho ta một lò thì cũng chỉ như đồ ăn vặt thôi. Ha ha, oa 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 ngon quá, không tệ. Cho ông đây thêm mấy viên nếm thử đi. Chim thần ma không thèm để ý mà kêu lên oa đòi Dương Bách Xuyên. Cút! Dương Bách Xuyên nghe chim thần ma nói vậy thì cũng yên tâm, chỉ cần con chim lắm lông này chịu đựng được là được. Suy nghĩ một chút hắn thấy cũng phải, một giọt tinh huyết của con hàng này có thể cứu mạng hắn, còn có thể giúp hắn tăng lên hai tiểu cảnh giới liên tiếp. Bản thân nó đã chứng tỏ là nó không đơn giản, một viên tiên đan đại la chắc là không nhằm nhò gì. Đòi tiếp cũng không có cửa. Muốn luyện chế ra tiên đan kim nguyên đại la có thể nói là hắn đã rơi vào cửu tử nhất sinh mới luyện chế được một lò 9 viên, lấy đâu ra mà cho con chim lắm lông này làm đồ ăn vặt chứ. Tiểu tử nhà mi đừng có keo kiệt như thế được không, phải biết rằng nếu không phải lần trước nhờ có một giọt tinh huyết bản mạng của ông đây thì con gà yếu nhà mi đã chết từ lâu rồi đấy. Chim thần ma bắt đầu than vãn kể công, Dương Bách Xuyên thật sự không thể phản bác chuyện này, đích thật là con hàng này đã cứu hắn một mạng. Suy nghĩ một hồi rồi hắn nói. Chờ lần sau ta luyện chế thêm đi, lần này thì đừng hòng, mau cút đi, đừng quấy rầy ta. Quỷ hẹp hòi, con gà yếu, chim thần ma mắng chửi rồi bay đi. Tuyết Hương đứng ở một bên nhìn Dương Bách Xuyên và chim thần ma đấu võ mồm, nàng ấy không khỏi cười khúc khích. Dương Bách Xuyên nhìn nụ cười trên mặt Tuyết Hương, lại một lần nữa biến thành dáng vẻ mê gái. Hết cách rồi, Tuyết Hương cười lên trông rất quyến rũ. Trong lúc ngây ngốc, hắn không kìm lòng được mà bước tới hôn Tuyết Hương. Chủ nhân! Ta trở về rồi, nhưng đúng lúc này, giọng nói không đúng lúc của Yến Xích Hà truyền đến. Ta trở về lấy tiên đan tu luyện. Lúc này, Tuyết Hương đỏ mặt nói nhỏ một câu rồi vội vàng chạy trốn. Thực ra, trong 300 năm Dương Bách Xuyên bế quan, nàng ấy thường nhờ Yến Xích Hà đưa nàng ấy ra ngoài đi dạo phố khắp nơi ở thành tiên đan. 300 năm cũng đủ thời gian để nàng ấy học được rất nhiều nền văn minh của nhân tộc. Ví dụ như vấn đề giữa nam nữ là hấp dẫn nàng ấy nhất, cũng là chuyện nàng ấy muốn biết nhất. Vừa rồi Dương Mỗ nhìn nàng ấy trìu mến rồi cũng hôn nàng ấy, Tuyết Hương biết đây là cách thể hiện tình yêu giữa các cặp đôi yêu nhau. Mặc dù nàng ấy không hiểu cụ thể là thế nào, nhưng nhịp tim của nàng ấy vô thức đập nhanh hơn, hơn nữa, ở sâu trong nội tâm thế mà lại xuất hiện một chút vui mừng và chờ mong. Kết quả lại bị giọng nói oang oang của Yến Xích Hà cắt đứt, nàng ấy nhất thời đỏ mặt chạy đi. Yến, Xích, Hà, chuyện tốt của Dương Bách Xuyên bị cắt ngang, hắn đột nhiên tức giận đến mức hàm răng cũng đau. Hắn nghiến răng gọi tên Yến Xích Hà. Một vệt sáng lóe lên, Yến Xích Hà không biết tại sao lại xuất hiện bên cạnh Dương Bách Xuyên, nhìn Dương Bách Xuyên đang nghiến răng, hỏi, chủ nhân, ngài bị làm sao vậy? Có phải là đau răng không? Không đúng nha, lẽ ra tiên nhân không bị đau răng mới đúng. Ta, Dương Bách Xuyên không nói nên lời, quên đi, so đo với tên thiếu dây thần kinh này làm gì? Hắn hít sâu một hơi nói, không sao, bảo ngươi đi mời người mà người đâu rồi? Tới rồi. Bọn họ đang đi phía sau, tới ngay đấy. Yến Xích Hà cảm thấy sắc mặt Dương Mỗ lúc này không có thiện cảm chút nào, hắn ta nơm nớp lo sợ, may mà hắn ta không nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, nếu không thì sẽ không ngây ngốc như thế. Cầm lấy đan dược này đi bế quan tu luyện,
nếu không đột phá thì không được phép ra ngoài. Cho Yến Xích Hà một viên đan kim nguyên đại la, Dương Gian vẫn rất hào phóng với người của mình. A hát, đa tạ chủ nhân, ngài đối xử với thuộc hạ thật sự quá tốt rồi, lòng trung thành của thuộc hạ đối với chủ nhân có nhật nguyệt chứng giám, giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất diệt. Cút, a hát, chủ nhân, ta lập tức cút ngay đây. Dương Mỗ bị tên này phá hỏng chuyện tốt, bây giờ đang muốn làm hắn ta biến mất thì không ngờ lại có chuyện như vậy, cho nên không thể không thưởng cho hắn ta một cú đá nữa, trực tiếp đá bay Yến Xích Hà đi. Bái kiến chủ nhân, không biết chủ nhân đang tức giận vì cái gì thế? Lúc này, Bảo Thuận Quang đã đến. Bái kiến Đại Tông Sư, ba người Đinh Hòa Bình cũng đi tới. Không có gì đâu, tất cả không cần đa lễ, ta không quen, ta tìm các ngươi đến đây là bởi vì ta đã phát hiện hai câu thoại ở động phủ của Lạc Dương Đại Nhân, có thể liên quan đến việc mất tích của Lạc Dương, để ta dẫn các người đi xem. Tiên đan thành trong thành, ma đạo ma trong ma, đây là... Giọng điệu của Biên Long trở nên trịnh trọng. Diêu Bất Ngôn lên tiếng, chẳng lẽ Lạc Dương Đại Nhân chưa hề rời khỏi thành tiên đan, đúng rồi, chẳng trách chúng ta đã tìm kiếm lâu như vậy mà cũng không có tin tức, hắn nhất định là đã đi tới nơi đó. Phải làm sao mới ổn đây? Bảo Thuận Quang cũng có vẻ lo lắng. Thấy vậy, Dương Bách Xuyên biết bốn người bọn họ biết nơi này, không nhịn được hỏi, nàng đi đến đâu rồi? Dương Bách Xuyên hỏi ra vấn đề này, bốn người bọn họ đều sửng sốt. Hiển nhiên! Bọn họ đều biết thành tiên đan và ma trong ma của ma đạo trong hai câu mà Lạc Dương để lại có ý gì, biết đây là nơi như thế nào. Nhưng nhìn có vẻ là một nơi rất đáng sợ. Cuối cùng, vẫn là Đinh Hòa Bình lên tiếng, truyền thuyết kể rằng thành tiên đan hiện tại thực ra chính là một thành ma tộc thời thượng cổ, được đồn là rất cường đại ở thời thượng cổ, chiếm một nửa giang sơn tiên giới, bởi vậy rất nhiều nơi đều có căn cơ cho sự phát triển của ma tộc. Thành tiên đan hiện tại là một trong số đó. Theo các cổ tịch ghi chép lại thì thành tiên đan bây giờ được xây dựng trên nền móng là thành ma tộc, được cho là thành ma tộc thời thượng cổ, đã bị mấy vị đại lão của tiên giới liên hợp lật đổ tòa thành rồi phong ấn lại. Cũng có thể nói, thành tiên đan và thành ma tộc dựa lưng vào nhau, bên dưới thành tiên đan chính là thành ma tộc. Sở dĩ các tiên nhân thượng cổ kiến tạo thành tiên đan ở đây thật ra chính là để trấn áp thành ma tộc bị chôn vùi bên dưới, dù sao trong toàn bộ thành ma tộc cũng có mấy ngàn vạn tộc bị chôn vùi dưới thành tiên đan. Dù cho nhục thân cường đại của ma tộc bị hủy diệt, ma hồn cũng chưa chắc sẽ bị hủy diệt, vì thế cần phải dùng tiên khí để áp chế, tương truyền rằng trong số ma hồn đó có rất nhiều tồn tại bất tử bất diệt, là một tuyệt địa vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, từ xa xưa, có rất nhiều kẻ muốn đi đường tắt đã lẻn vào thành ma tộc để mạo hiểm đi săn tìm bảo vật, nhưng thường đều là có đi mà không có về, dần dà cùng không có kẻ nào dám bén mảng vào. Nhưng chuyện gì cũng sẽ có những trường hợp ngoại lệ, đối với những tiên nhân cường đại thì có thể đi mạo. Hiểm một phen, ví dụ như thực lực từ tiên quân trở lên là có thể tiến vào, cũng có thể ra ngoài, tất nhiên, trước hết là phải có thực lực mạnh mẽ. Sức hấp dẫn của thành ma tộc vẫn rất mạnh, dù sao cũng là cả một tòa thành, một thế giới khổng lồ, còn sót lại những vật từ thời thượng cổ, bên trong cũng có không ít thiên tài địa bảo. Nghe thấy Đinh Hòa Bình nói đến đây, Dương Bách Xuyên không khỏi ngắt lời ông ta mà hỏi, chẳng lẽ thành ma tộc có lối vào? Như thế chẳng phải sẽ loạn sao? Cũng mất đi ý nghĩa của trấn áp rồi không phải sao? Đinh Hòa Bình trầm ngâm một lát rồi trả lời, theo ghi chép của sách cổ, vào thời thượng cổ, mỗi thành thị hoặc trụ sở của ma tộc thật ra đều tồn tại ít nhất từ 3 đến 9 cái thông đạo truyền tống, thuộc về thông đạo giữa thành trì này liên thông với thành trì kia, tức là thành ma tộc bị chôn vùi dưới thành tiên đan có thể coi như là thông suốt bốn phương. Ta không biết tình huống cụ thể như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ có, bây giờ xem ra Lạc Dương Đại Nhân đã tiến vào thành ma tộc mạo hiểm để tìm kiếm đột phá. Ôi, ở cảnh giới kia của nàng ta, chúng ta thấy đã là rất cao rồi, nhưng nếu đặt ở cửu trọng thiên nơi mà cường giả tiên vương nhan nhản khắp nơi, tiên quân thì nhiều như chó, nếu như tu vi không thăng tiến thì sẽ rơi vào cục diện lúng túng. Cho nên ta nghĩ rằng Lạc Dương Đại Nhân đã đến thành ma tộc mạo hiểm là vì để đột phá bình cảnh, thành ma tộc thượng cổ, tương truyền là tiên quân tiên vương đi vào cũng chưa chắc có thể ra, Lạc Dương Đại Nhân vì sao phải khổ thế chứ? Đinh Hòa Bình thở dài nói. Không được. Chúng ta phải đi tìm Lạc Dương đại nhân có ơn cứu mạng và ơn giác ngộ đối với chúng ta, bất kể như thế nào chúng ta cũng phải đi tìm ngài ấy. Lúc này, Biên Long trực tiếp lên tiếng. Diêu Bất Ngôn nhìn Đinh Hòa Bình và Bảo Thuận Quang, cũng gật đầu, đúng vậy, đi xem thử, lỡ như Lạc Dương đại nhân còn sống hoặc bị mắc kẹt ở đâu đó, chúng ta có thể cứu ngài ấy, ông nghĩ sao hả lão định? Bảo Thuận Quang chuẩn bị mở miệng đồng ý, nhưng ông ta lại nhìn Dương Bách Xuyên. Dù sao lúc này Dương Bách Xuyên cũng là chủ nhân của ông ta. Muốn đi thì phải hỏi ý kiến của Dương Bách Xuyên. Từ khi Dương Bách Xuyên gọi bốn người bọn họ tới,
hắn vốn định đi tìm Lạc Dương, bởi vì Lạc Dương rất có khả năng là đệ tử của nhị sư huynh tỉnh thần tử của hắn, nếu đúng như vậy thì hắn chính là tiểu sư thúc của Lạc Dương, làm sao? Có lý do gì để không đi? Nếu không đi, sau này hắn gặp lại nhị sư huynh tinh thần tử chẳng phải sẽ đuối lý sao? Thấy Bảo Thuận Quang nhìn qua, Dương Bách Xuyên lên tiếng, ta cũng tán thành đi tìm Lạc Dương, ta cũng là người của liên minh luyện tạo, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn bày tỏ thái độ của mình, điều này khiến Bảo Thuận Quang cảm kích trong lòng. Ninh Hòa Bình ngẫm nghĩ một lát rồi nói, vì mọi người đều đồng ý, vậy chúng ta sẽ tổ chức nhân thủ đột nhập vào thành ma tộc, mặt khác, ta nghĩ có thể kéo người của Điện Ma Đan và Hỏa Vân Các đi cùng. Gọi bọn họ làm gì, tìm thêm phiền phức cho chúng ta à? Biên Long trừng mắt nói. Ninh Hòa Bình cười cay khổ, người nghe ta nói xong đã, chẳng lẽ ngươi đã quên người của Hỏa Vân Các và Điện Ma Đan đã nhiều lần mời chúng ta đến thành ma tộc, nhưng bọn họ vẫn không từ chối sao? Bởi vì bọn họ muốn đi, chúng ta cùng nhau đi, sau khi chúng ta rời khỏi, bọn họ ở lại thành Tiên Đan làm mưa làm gió, hai nhà này không phải là đèn cạn dầu. Mà lại thêm một vài người trợ giúp, đối với chúng ta cũng không mất mát gì. Cứ xem như là bia đỡ đạn thì cũng phải có người làm mới được, đúng không? Lời nói của Đinh Hòa Bình đến cuối cùng có chút âm trầm. Nhưng vào trong tai người khác, dường như đó đều là sự thật. Như thế cũng tốt. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Biên Long, Diêu Bất Ngôn và Bao Thuận Quang không có ý kiến gì. Đinh Hòa Bình nhìn Dương Bách Xuyên, hỏi, Đại Tông Sư ngài đây cũng thấy ổn đúng không? Nói đến đây. Mặc dù Dương Bách Xuyên là một đại tông sư vẫn chưa nhận được huy chương từ tổng bộ, nhưng hắn đã được bốn người bọn họ nhất trí công nhận trong liên minh luyện tạo ở thành Tiên Đan, chính là cấp bậc đại tông sư, có thể coi là lãnh đạo tốt nhất ở đây. Việc Đinh Hòa Bình hỏi ý kiến của Dương Bách Xuyên là chuyện bình thường, không ai trong số bốn người họ cảm thấy có gì không ổn. Ta không có ý kiến, các ngươi nhìn mà sắp xếp, nếu là đi tìm người cứu người, vậy thì rời đi càng sớm càng tốt. Dương Bách Xuyên nói. Đinh Hòa Bình xác định. Được rồi, ta sẽ đi liên lạc với người của Hỏa Vân Các và Điện Ma Đan trước, ta tin tưởng bọn họ sẽ có hứng thú, đợi khi bọn họ hồi âm, chúng ta sẽ xuất phát, chúng ta sẽ đi từ thông đạo ở thành Tiên Đan vào. Vậy chúng ta đi thôi, tất cả trở về chuẩn bị gì? Nói xong, bốn người bọn họ chuẩn bị rời đi, Dương Bách Xuyên nghĩ nghĩ rồi gọi bọn họ dừng lại nói, chờ một chút. Chủ nhân, Đại Tông Sư còn có chuyện gì sao? Bốn người bọn họ xoay người lại. Đây là tiên đan ta vừa mới luyện chế, nó sẽ hữu dụng với các ngươi, mỗi người một viên, ta hy vọng các ngươi có thể tăng lên tu vi trước khi xuất phát. Dương Bách Xuyên nghĩ nghĩ, vẫn là đưa cho bốn người bọn họ một viên đan kim nguyên đại la, đương nhiên hắn sẽ không nói cho bọn họ biết viên thuốc này. Có liên quan đến kỳ quân tiên nhân. Khi bốn người bọn họ nhận được tiên đan thì đều tỏ vẻ hưng phấn, bọn họ đều là người có tu vi không tồi, cho nên đương nhiên biết đây là tiên đan thượng hạng. Cũng không hỏi nhiều đây là đan dược gì, vội vàng bày tỏ lòng cảm kích. Đương nhiên, trong quá trình này, Đinh Hòa Bình, Biên Long và Diêu Bất Ngôn không thể không ghen tị với Bảo Thuận Quang, bởi vì Bảo Thuận Quang trở thành người hầu của Dương Bách Xuyên, tất nhiên sau này ông ta chắc chắn sẽ không thiếu tiên đan tốt. Ba ngày sau, Đinh Hòa Bình mang đến tin tức Hỏa Vân Các và Điện Ma Đan đều đã đồng ý tiến vào thành ma tộc. Mà trong ba ngày qua, bốn người Đinh Hòa Bình đều đột phá tu vi nhờ đan kim nguyên đại la của Dương Bách Xuyên. Bọn họ đều từ cảnh giới hỗn nguyên sau khi Yến Xích Hà bế quan tu luyện, vẫn luôn không xuất quan. Về phần Dương Bách Xuyên, hắn cũng không phục dụng, cho nên tạm thời cũng không vội. Tóm lại, trước khi khởi hành, thực lực của mọi người đã có sự tiến bộ lớn. Cũng chính vào ngày này, bọn họ đã chuẩn bị lên đường đến thành ma tộc tìm Lạc Dương. Tin tốt là người được Tổng bộ luyện tạo tiên minh phái tới đã đến trước khi họ rời đi. Vừa nhận được thông báo. Đinh Hòa Bình lập tức chạy qua gọi Dương Bách Xuyên đi đón người, bởi lý do tổng bộ sai người đến đây là để trao cho Dương Bách Xuyên huy chương mà chỉ luyện đan đại tông sư cấp 9 mới được sở hữu. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên đồng ý đi theo, đúng lúc hắn cũng định đi tìm người của tổng bộ luyện tạo tiên minh để hỏi thăm tình hình, xem thử rốt cuộc tinh thần tử có phải nhị sư huynh không. Với cả tôn thượng là ông già nhà hắn đúng chứ? Nếu xác định được chuyện này, vậy hắn tin chắc luyện tạo tiên minh chính sư môn của mình. Vừa bước vào đại sảnh trên tầng 9 của luyện tạo tiên minh, đập vào mắt Dương Bách Xuyên là một vật thể hình cầu. Ồ không, là một tên béo mới đúng, tạm gọi tên mập cho dễ nghe một chút vậy. Nhưng nhìn bề ngoài trông hắn ta thật sự rất giống quả cầu. Thượng sứ, Đại Tông Sư Dương Bách Xuyên đã tới rồi. Định Hòa Bình tiến lên trước một bước, báo cáo. Nghe thấy có người gọi mình, tên mập lập tức xoay người lại. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của hắn ta, Dương Bách Xuyên đã không kiềm được mà phì cười.
hư, ha ha ha. Gương mặt đó, thật sự rất phong cách. Không chỉ sở hữu thân hình mũm mĩm mà tới cả mặt của hắn ta cũng vừa to vừa tròn như trái dưa hấu, đặc biệt hơn cả là toàn bộ ngũ quan trên mặt gần như bị chôn vùi dưới lớp thịt béo dày. Ngoài ra, họ Dương dám cười là vì lúc bước vào đại sảnh, hắn phát hiện tu vi của tên mập đó cũng chỉ là đại la đại viên mãn giống như hắn mà thôi. Điều này khiến hắn thật sự rất bất ngờ, chẳng phải tổng bộ của luyện tạo tiên minh tọa lạc tại cửu trọng thiên sao? Mà muốn vào cửu trọng thiên thì tu vi phải từ tiên quân cảnh trở lên, đúng không? Thế thì tại sao người tới là một tên mập đại la? Còn là một tên có mặt mày trẻ măng như con nít? Có điều trông thật sự rất buồn cười. Ngươi cười gì chứ? Thấy Dương Bách Xuyên cười phá lên như vậy, tên mập tức giận chất vấn. Về phần bốn người Đinh Hòa Bình, thú thật lúc này họ vô cùng xấu hổ, tuy tu vi của tên mập không cao, nhưng dù sao cũng là thượng sứ do tổng bộ phái tới, vậy mà Dương Bách Xuyên lại dám cười cợt chẳng chút kiêng dè, nhìn kiểu gì cũng thấy không ổn cho lắm. Nhưng họ lại không có gan nói thẳng mặt, bởi Dương Bách Xuyên là đại tông sư đối với cả đúng là diện mạo của tên mập có hơi. Khụ khụ, cuối cùng, Đinh Hòa Bình cũng phải bất chấp đứng ra làm người hòa giải. Tiện thể giới thiệu với Dương Bách Xuyên, đại tông sư, đây là thượng sứ do tổng bộ phái tới, tên Tê Tam. Dứt lời, Đinh Hòa Bình lại quay sang Tê Tam, nói, Tê thượng sứ, đây là luyện đan đại tông sư Dương Bách Xuyên. Nghe Đinh Hòa Bình giới thiệu xong, trong đầu Dương Bách Xuyên chợt hiện biệt danh Kim Béo Đệ Tam. Kim Béo Đệ Tam, biệt danh người Trung Quốc đặt cho Kim. Yong Un, chủ tịch Triều Tiên. Đại tông sư thì sao chứ? Chẳng lịch sự tí nào. Tê Tam khẽ hừ một tiếng. Lại không dám móc mỉa hay nói gì thêm về hắn, bởi Tê Tam biết rõ đại tông sư tài giỏi tới cỡ nào, ngay cả ở tổng bộ luyện tạo tiên minh cũng chẳng có bao nhiêu luyện đan đại tông sư cả. Thế nên hắn ta không dám tỏ ra quá bất mãn. Kỳ thật, trước khi tới đây, Tê Tam đã hạ quyết tâm, nhất định phải làm thân với vị đại tông sư này cho bằng được. Bởi sau này, chắc chắn đại tông sư sẽ được tuyên truyền về tổng bộ, và chuyện quen biết một luyện đan đại tông sư chính là mong ước cả đời của mỗi một tiên nhân. Muốn tăng tiến tu vi thì phải dựa vào thứ gì? Tất nhiên là dựa vào tiên nguyên lực trong thiên địa cũng như thiên tài địa bảo rồi, nhưng nếu luyện chế tinh túy được chắt lọc từ những thứ này thành tiên đan để sử dụng thì thực lực sẽ tăng lên gấp mấy lần bình thường, đây là kết quả tất yếu, không thay đổi được. Và chất lượng của tiên đan càng cao thì tốc độ tăng trưởng của tu vi sẽ càng nhanh. Có điều, thông thường, chỉ những luyện đan đại sư mới có thể luyện ra được tiên đan cao cấp thôi. Có thể nói, luyện đan đại tông sư mà xuất đầu lộ diện một cái là cả tiên giới sẽ phát cuồng vì hắn, muốn dựa hơi hắn. Nghĩ tới đây, Tê Tam bỗng thấy mình quá lỗ mãng, đáng lẽ ra ban nấy hắn ta không nên cáu gắt như vậy. Có điều, Dương Bách Xuyên chẳng để tâm tới câu nói cáu gắt ban nãy của hắn ta, vừa cười vừa tiến về phía trước, đặng nói, thật ngại quá, ta không có ý gì xấu đâu, chỉ là trông huynh đệ rất giống một người quen của ta ở quê nhà nên mới không kiềm được mà bật cười thôi, ha ha, hy vọng ngươi không để bụng. Vừa nói, Dương Bách Xuyên vừa ôm quyền tạ tội, chính hắn cũng biết hành động ban nãy của mình rất mất lịch sự. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, hai mắt Tê Tam lập tức sáng rực cả lên, trong lúc hắn ta còn đang đau đầu nghĩ cách làm dịu mối quan hệ này thì Dương Bách Xuyên lại nói trông hắn ta rất giống người quen của mình, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mài. Nếu bây giờ không nắm lấy cơ hội, thì hắn ta sống uổng rồi. Hắn ta cười ha hả nói, không sao, ta rất tùy ý, chỉ đùa với ca ca thôi. Mọi người đều gọi ta là tên mập, cũng cười nhạo ta béo mập. Ha ha, ta quen rồi, ca ca cứ tùy ý, gọi thế nào cũng được. Được, ngươi không ngại thì ta sẽ gọi ngươi là Tam Bàn Tử. Dương Bách Xuyên cười ha ha, không khách sáo thật luôn, gọi như vậy hắn thấy thoải mái và thân thiết. Được, không thành vấn đề, sau này ta sẽ gọi ngươi là đại ca. Tê Tam thuận nước đẩy thuyền. Hai người ta một câu ngươi một lời, trò chuyện sôi nổi, gạt bốn người Đinh Hòa Bình sang một bên. Làm cho bốn người ngơ ngác nhìn. Chuyện gì thế này? Vừa rồi bầu không khí vẫn còn nặng nề, sắp cãi nhau đến nơi. Vậy mà bây giờ đã xưng huynh gọi đệ. Bốn người đều sững sờ, nhưng không nói gì. Đây là chuyện tốt mà. Thật ra cả Dương Bách Xuyên lẫn Tam Bàn Tử đều muốn kết bạn với đối phương. Tam Bàn Tử muốn bám vào chỗ dựa đại tông sư luyện đan Dương Bách Xuyên, sau này tiện luyện đan gì đó. Dương Bách Xuyên thì muốn tìm hiểu tình hình của nhị sư huynh và sư phụ từ Tam Bàn Tử. Cho nên xuất hiện tình huống khiến bốn người Đinh Hòa Bình sững sờ cũng không có gì lạ. Sau một hồi trò chuyện, cuối cùng hai người cũng đi vào chuyện chính. Đầu tiên Tam Bàn Tử thay mặt cho Tổng Bộ trao huy chương Đại Tông Sư Luyện Đan cấp 9 cho Dương Bách Xuyên, tỏ ý chúc mừng. Đến lúc này,
xem như Dương Bách Xuyên đã chính thức trở thành đại tông sư luyện đan cấp 9 của Tiên Minh Luyện Tạo. Mặc dù chỉ là huy chương do Tiên Minh Luyện Tạo phát, nhưng ra ngoài vẫn được tiên giới thừa nhận, điểm này Tiên Minh Luyện Tạo làm rất mạnh. 9 tấm huy chương đều có màu tím, trên bề mặt mỗi tấm huy chương đều lóe lên hình vẽ tiên đan tỏa sáng, một vòng có 9 đạo minh văn tượng trưng cho luyện đan sư cấp 9. Theo lời của Tam Bàn Tử, 9 tấm huy chương này do đại tông sư luyện khí cấp 9 của Tiên Minh Luyện Tạo luyện chế ra, mỗi tấm huy chương đều là tiên khí thượng phẩm, 9 tấm hợp lại thành một tiên khí gần đạt tới cực phẩm, dùng để phòng ngự, có thể đỡ được một kích toàn lực của tiên vương. Rất tuyệt vời, trong sự hâm mộ của Tam Bàn Tử và bốn người Đinh Hòa Bình, Dương Bách Xuyên cất 9 tấm huy chương gắn liền nhau đi. Đương nhiên điều quan trọng hơn cả là chúng tượng trưng cho thân phận. Chuyện công đã xong, đối với Dương Bách Xuyên, chuyện riêng mới quan trọng. Hắn hỏi Tam Bàn Tử này, chẳng phải ngươi nói bình thường toàn là tiên quân tới ư? Ngươi vào kiểu gì, rồi ra kiểu gì? Dương Bách Xuyên làm bộ tán gẫu tùy ý, hỏi vấn đề thứ nhất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. 2. Đại ca không biết đấy thôi, cửu trọng thiên không thần bí như ngươi tưởng tượng đâu. Thật ra bên trong có rất nhiều tiên nhân cấp thấp, bên ngoài cũng có thể nhờ người dẫn vào. Ta nhận lệnh được người ta đưa ra. Lần này vốn là một vị tiên quân sẽ tới, nhưng những năm qua bên kia không yên bình, bèn để cho ta đi một chuyến. Tam Bàn Tử trả lời. Dương Bách Xuyên thấy khá giống chim thần ma nói. Hắn hỏ với kẻ thù à? Ý ngươi là Tiên Minh Luyện Tạo còn có kẻ thù, đang chém giết tờ tiên giới ai mà chẳng có kẻ thù, rất bình thường luôn. Nhưng cụ thể thì ta không biết, ngươi cũng đừng hỏi. Ở tổng bộ ta chỉ là một tên chạy vặt mà thôi. Tam Bàn Tử híp mắt nói. Dương Bách Xuyên nhìn ra Tam Bàn Tử không muốn nói nên không tiếp tục gặng hỏi. Dương Bách Xuyên nghe xong, trong đầu nổ vang. Khi Tam Bàn Tử nói đến đoạn tôn thượng là tán tiên cường đại, hắn đã chắc chắn đó chính là lão già chết tiệt. Kết hợp với đoạn sau thì hoàn toàn chính xác. Sư phụ từng nhận tổng cộng 3 đồ đệ. Người thứ nhất là Đại sư huynh Vân Trường Sinh. Năm đó sau khi gặp nguyên thần của sư phụ, Vân Trường Sinh đã phi thăng tiên giới, bị sư phụ sai đi làm chuyện gì đó. Người thứ hai là nhị sư huynh Tinh Thần Tử, người thứ ba là tiểu sư tỷ Tử Hà. Tam Bàn Tử còn nói Tiên Minh Luyện Tạo là do 3 đồ đệ của tôn thượng và mấy vị tôn mẫu thành lập, như vậy lại càng đúng. Lúc lão già gặp tai họa vì bị một cường giả mạnh hơn hãm hại, sau đó lão già biến mất, tất nhiên là mấy vị sư huynh sư tỷ và sư mẫu đã sáng lập ra Tiên Minh Luyện Tạo để báo thù cho lão già, gây thù với thế lực Tam Đại Tiên Tôn. Bây giờ Dương Bách Xuyên đã chắc chắn, trong lòng cũng yên tâm. Sau đó hắn lại hỏi một vài vấn đề, nhưng đáng tiếc là tên mập lại không thể giải thích rõ ràng, hắn có thể thấy được địa vị của tên mập trong Tiên Minh Luyện Tạo cũng không quan trọng lắm, hắn ta không hề nói bất cứ chuyện gì về một số vấn đề trọng tâm ở Tiên Minh Luyện Tạo. Dương Bách Xuyên cũng không truy hỏi nữa. Sau khi kết thúc trọng tâm câu chuyện, bọn họ tiếp tục chuẩn bị đi đến thành ma tộc. Mà sau khi Tam Bàn Tử cũng biết được Lạc Dương rất có khả năng đã đến thành ma tộc, sắc mặt hắn ta đột nhiên thay đổi, đứng dậy chuẩn bị trở về. Dương Bách Xuyên thì sững sờ khi nhìn thấy hành động này, nhìn dáng vẻ lo lắng của tên mập, dường như rất quan tâm đến tình hình của Lạc Dương. Trước khi đi, Tam Bàn Tử nói với Dương Bách Xuyên, đại ca, các ngươi phải cẩn thận mọi chuyện, ta sẽ trở về kêu gọi viện binh, ta đã nghe nói về thành ma tộc, nơi đó rất nguy hiểm, khi nào trở về ta sẽ báo cáo với tổng bộ để phái cao thủ đến đây hỗ trợ các ngươi. Yên tâm đi, ta cũng là người luyện tạo tiên môn, Lạc Dương cũng coi như là lãnh đạo trực tiếp của ta. Ta sẽ dốc hết sức tìm kiếm nàng ta. Dương Bách Xuyên nghiêm túc nói. Bây giờ thì tính như thế, Lạc Dương chính là đệ tử của nhị sư huynh, người làm sư thúc như hẳn đương nhiên phải đi tìm kiếm nàng ta. Như vậy thì sau này đến cửu trọng thiên còn biết ăn nói với nhị sư huynh. Đa tạ, tên mập nói cảm tạ. Ngươi cảm tạ cái gì, không phải ngươi nói chỉ là đệ tử làm việc vặt của Tiên Minh Luyện Tạo thôi sao? Dương Bách Xuyên mỉm cười nói. Ách, quên đi, ta chỉ nói cho một mình ngươi biết thôi đấy. Tên mập thần thần bí bí nghiêng người đến trước mặt Dương Bách Xuyên thì thầm, thật ra ta là tiểu đệ tử của một vị tôn mẫu ở Tiên Minh Luyện Tạo, ha ha. Dương đại ca, sau này đến tổng bộ, ta sẽ bảo kê cho ngươi, đi đi. Nhìn thấy Tam Bàn Tử rời đi, Dương Bách Xuyên ngây ngốc một hồi. Không biết điều Tam Bàn Tử nói là thật hay giả, nhưng nếu là sự thật, Tam Bàn Tử kia chính là đệ tử của một vị sư mẫu của mình, vậy là ngang hàng với hắn rồi. Nghĩ thấy cũng có chút thú vị, cũng có chút thần bí. Hắn cũng rất chờ mong một ngày nào đó gặp mặt Tam Bàn Tử. Có lẽ điều hắn ta nói là sự thật. Cũng không biết lão già có bao nhiêu sư mẫu ở tiên giới.
Dương Bách Xuyên tự lẩm bẩm. Chủ nhân, sư mẫu là sao? Bảo Thuận Quang tiến lên hỏi. Không có gì, chúng ta chuẩn bị lên đường đi, tiến vào thành ma tộc càng sớm thì Lạc Dương sẽ có thêm hy vọng. Dương Bách Xuyên nói một câu cho lấy lệ. Tạm thời hắn không muốn tiết lộ thân phận đệ tử của Vân Thiên Tà ra ngoài. Lối vào thành ma tộc nằm dưới chân một ngọn núi lớn nào đó, cách thành Thiên Đan 1000 dặm về phía đông nam. Định Hòa Bình và Hỏa Vân Các, Điện Ma Đan đã hẹn nhau tụ họp ở chân núi để cùng nhau tiến vào. Lần này ra ngoài, Dương Bách Xuyên có dẫn theo Tuyết Hương và Chim Thần Ma, Kim Quy Tiên Nhân thì dẫn theo 4 người Đinh Hòa Bình và 10 thị vệ Đại La Thượng Phẩm. Sau khi 4 người bọn họ sử dụng Tiên Đan Hoàng Kim Đại La mà Dương Bách Xuyên đưa cho, tu vi cảnh giới của bọn họ đều đạt tới cảnh giới Hỗn Nguyên Đạo Tiên Trung Phẩm. Mà Tuyết Tương cũng đã đột phá đến Hỗn Nguyên cảnh sơ phẩm, nhưng nàng ấy là yêu tiên, thực lực đương nhiên sẽ không thua kém 4 người Đinh Hòa Bình chút nào. Chỉ có Dương Bách Xuyên là tu vi Đại La Đại Viên mãn đỉnh phong. Nhưng hiện tại hắn đã được Tổng Bộ Tiên Minh Luyện Tạo thừa nhận là Đại Tông Sư Luyện Đan Cửu Phẩm, nếu nói về địa vị thì lại là cao nhất trong đám người. Cho nên, 4 người Định Hòa Bình đều nghe theo mệnh lệnh của Dương Bách Xuyên. Bọn họ là ai? Dương Bách Xuyên vừa đi vừa hỏi, thực ra từ xa hắn đã nhìn thấy một người quen, hoặc có thể nói là nữ tử Hồng Y. Đó là nữ tử mà hắn nhìn thấy ở chỗ yêu thụ quỷ mẫu năm đó Cảnh Sán. Đối với Cảnh Sán này, Dương Bách Xuyên chỉ biết nàng ta là người của Hỏa Vân Gác, một trong số mấy thế lực lớn ở thành Thiên Đan, nàng ta có tu vi Đại La Đại Viên mãn. Nàng ta vẫn mặc đồ đỏ và dùng khăn che mặt như trước, bên cạnh còn có 2 bà lão một trắng một đen đi theo. Đỉnh Hòa Bình đưa mắt nhìn qua, nói, nữ tử mặc đồ đỏ kia là người của Hỏa Vân Gác, lão giả ở bên cạnh nàng ta chính là các chủ của Hỏa Vân Gác, là một người thâm tàng bất lộ, ta đã từng gặp mấy lần nên cũng có quen biết. Người này tên là Phương Tĩnh Thiên. Ông ta đã tu luyện công pháp nội liếm khí tức nào đó nên ta không thể nhìn ra tu vi của ông ta đã đến trình độ nào. Nhưng có tin đồn là tu vi của Phương Tĩnh Thiên này đã bước vào cảnh giới của Hỗn Nguyên Đạo Tiên Trung Phẩm vào 1000 năm trước rồi, là một người không thể xem thường. Còn người mặc đồ trắng bên kia mà trên cổ áo có một đóa mặt trời màu đen là người của thế lực Điện Ma Đan, người cầm đầu chính là Điện Chủ Hình Nguyên Minh, có tu vi Hỗn Nguyên cảnh sơ phẩm đỉnh phong. 2 vị trưởng lão bên cạnh ông ta đều là Hỗn Nguyên cảnh sơ phẩm. Điện Ma Đan đều tu luyện ngoại đan, thủ đoạn công kích là dùng đan dược, đến lúc đó chúng ta vẫn phải chú ý nhiều hơn mới được. Ninh Hòa Bình giới thiệu sơ qua cho Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên chỉ gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Bây giờ xem ra, hình như chỉ có một Phương Tĩnh Thiên cao thủ Hỗn Nguyên Đạo Tiên của phe Hỏa Vân Các là không thể nhìn tu vi của ông ta. Theo lời nói của Đỉnh Hòa Bình, nghe đồn là Phương Tĩnh Thiên đã đạt cảnh giới Hỗn Nguyên Đạo Tiên Trung Phẩm vào 1000 năm trước. Bây giờ có phải là Hỗn Nguyên Trung Phẩm hay đã đột phá đến Thượng Phẩm hay chưa thì không ai biết. Cho nên, Hỏa Vân Các là phe nguy hiểm nhất, cộng thêm Cảnh Sán và 2 bà lão, cộng thêm 10 tên đệ tử Đại La Thượng Phẩm, số lượng của Hỏa Vân Các là 14 người. Mà phía Điện Ma Đan cũng có điện chủ là Hình Nguyên Minh và 2 vị trưởng lão đều là cường giả Hỗn Nguyên Đạo Tiên Sơ Phẩm, phía sau bọn họ còn có 10 tên thuộc hạ của Đại La, 7 Đại La Thượng Phẩm và 3 Đại La Đại Viên Mãn. Mà cao thủ tu vi trên nhìn có vẻ yếu hơn một chút. Nhưng trong 10 tên thuộc hạ lại có 3 người là Đại La Địa Viên Mãn. Hơn nữa, Đinh Hòa Bình nói Điện Ma Đan lại tu luyện ngoại đan, rất quỷ dị, điểm này hắn đã từng được lĩnh giáo từ tay Đông Nhan năm đó, quả thực rất quỷ dị, vẫn cần phải cẩn thận. Một nhóm Điện Ma Đan thì có 13 người để công kích. Còn phe cuối cùng chính là bọn họ được coi là phe có số lượng cao thủ nhiều nhất, ngoại trừ 4 người Đinh Hòa Bình thì tất cả đều đã đột phá đến tu vi Hỗn Nguyên cảnh trung phẩm nhờ Tiên Đan Hoàng Kim Đại La mà hắn đưa. Lại còn có thêm Tuyết Hương. Tương đương là có 5 cao thủ của Hỗn Nguyên Đạo Tiên Trung Phẩm, còn lại chính là bản thân hắn và Kim Quy Tiên Nhân cùng dẫn theo 10 tên thị vệ Đại La Thượng Phẩm, coi như là phe mạnh nhất trong 3 phe thế lực. Điều này cũng khiến Dương Bách Xuyên tràn đầy tự tin trong chuyến đi này. Người của 3 phe tụ họp, chư vị, Đinh Mỗ đã tới chậm, xin thứ lỗi. Đinh Hòa Bình ngoài mặt được xem là người dẫn đội, ông ta ôm quyền đi đến chào hỏi Phương Tĩnh Thiên và Hình Nguyên Minh. Đinh Đại Sư không cần đa lễ, bọn ta cũng vừa mới đến thôi. Phương Tĩnh Thiên của Hỏa Vân Các mỉm cười nói, tỏ vẻ rất dễ gần. Nhưng hành động này lọt vào trong mắt Dương Bách Xuyên thì những nhân vật như vậy lại càng nham hiểm, lòng dạ đầy mưu mô toan tính, ngược lại phải cẩn thận nhiều hơn. Ha ha, Đinh Đại Sư tính toán khéo quá nhỉ, 4 vị đại sư của Tiên Minh Luyện Tạo các ngươi đều đã tiến vào Hỗn Nguyên cảnh trung phẩm, xem ra chuyến đi này bọn ta bất ổn rồi. Điện chủ Điện Ma Đan là Hình Nguyên Minh nheo mắt nhìn chằm chằm vào người Đinh Hòa Bình dò xét một lượt, lại không hề kiêng kỵ chút nào mà thẳng thắn nói ra tu vi của 4 người Đinh Hòa Bình.
Tất cả mọi người đều tu luyện ở thành tiên đan, không ai biết đến ai, lúc này, nhìn thấy tu vi của bốn người Đinh Hòa Bình thế mà đều đã đột phá đến hỗn nguyên cảnh trung phẩm, điều này làm cho Hình Uyên Minh hơi kinh ngạc, ông ta bèn mở miệng châm chọc một phen. Ha ha ha, Hình điện chủ cứ nói đùa, bọn ta chỉ may mắn mà thôi, mục đích của mọi người trong chuyến đi này đều là tiến vào thành ma tộc, phải đoàn kết mới đúng. Tóm lại đừng có suy nghĩ đến ý đồ khác nhiều, nếu không sẽ gặp nhiều thua thiệt đấy. Đinh Hòa Bình cũng là một người hòa nhã, ông ta cười ha ha không mặn không nhạt nói. Những lời này có sự khiêm tốn cũng có niềm tự hào và ý cảnh cáo ở trong đó. Khoảng cách chỗ mọi người đang đứng cách núi lớn khoảng chừng 100 mét. Theo lời giải thích của Đinh Hòa Bình, dưới chân ngọn núi lớn này có một huyệt động là lối vào thành ma tộc, nhưng rất tà khí nên có rất ít người dám đi vào. Lúc đoàn người đi về phía ngọn núi lớn, Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy có người đang nhìn mình, lúc ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cảnh sán mặc đồ đỏ mang khăn che mặt đang nhìn chằm chằm vào mình. Đối với nữ tử mặc đồ đỏ mang khăn che mặt này, Dương Bách Xuyên cũng không khỏi có chút tò mò. Năm đó nàng ta còn muốn cướp đoạt khắc văn đạo phù trên người hắn, chẳng qua không ngờ nàng ta còn chưa ra tay, Cố Diệp đã nhảy ra ép hắn nhảy vào trái tim của yêu thụ quỷ mẫu. Bây giờ gặp lại, nàng ta vẫn nhìn chằm chằm chính mình. Lúc đi ngang qua người nàng ta, Dương Bách Xuyên nhỏ giọng nói thầm, tiểu tỷ tỷ, lại gặp mặt, dáng người không tệ. Ngươi, cảnh sán không ngờ Dương Bách Xuyên sẽ nói câu này, làm nàng ta tức giận đến phát run. Sán nhị, đi thôi. Phía trước truyền đến âm thanh của Phương Tĩnh Thiên. Vâng, sư phụ. Cảnh sán lên tiếng, lúc xoay người trừng mắt đe dọa Dương Bách Xuyên, lần này ngươi sẽ không may mắn như vậy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dương Bách Xuyên nheo mắt nói thầm. Cô bé váy hồng, đừng có ngớ ngẩn như vậy, hiện tại ta không dễ chọc đâu. Đại tông sư, ngài nhìn chúng cảnh sán tiên tử. Kim Quy tiên nhân lên tiếng. Cút, Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt. Ha ha, yêu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, không có gì phải xấu hổ, ta nghe nói dung mạo của cảnh sán tiên tử không trải qua sự cải tạo của tiên khí. Dung mạo tuyệt thế, là nữ thần của toàn bộ tiên nhân trong thành tiên đan, nếu đại tông sư thích, tìm cơ hội làm nàng luôn đi. Kim Quy tiên nhân nở nụ cười đáng khinh. Không ngờ lão rùa đen nhà ngươi lại xấu xa như vậy đấy. Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt, không để ý đến Kim Quy tiên nhân, bước về phía trước. Nhưng hắn vừa đi lại vừa nghĩ về lời của Kim Quy tiên nhân. Đến rồi, là nơi này, mọi người phải cẩn thận, sau khi vào trong huyệt động này, sâu bên trong có trận pháp truyền tống thời thượng cổ, rất không ổn định. Nói cách khác toàn bộ huyệt động đều không ổn định, có thể bị lực không gian cuốn vào bất cứ lúc nào, phải luôn luôn đề phòng. Nếu bị lực không gian cuốn vào cũng không cần hoảng, giữ bình tĩnh, sẽ không có nguy hiểm lớn, có khả năng đến thẳng thành ma tộc, sau khi đến đó không được đi lung tung, đứng tại chỗ chờ mọi người đến đông đủ, nếu không gặp phải ma hồn thượng cổ hoặc sinh linh khác sẽ rất nguy hiểm. Định Hòa Bình lớn tiếng dặn dò mọi người. Song dài, một thành ma tộc bị ma táng mà thôi, hiện tại cũng không còn gì cả, đi. Hình Uyên Minh nhếch miệng cười, ra lệnh dẫn theo người điện ma đan nhảy vào trong huyệt động. Theo sát là Phương Tĩnh Thiên dẫn theo người của Hỏa Vân Các. Sau đó là Đinh Hòa Bình. Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương đi cuối cùng. Nhìn huyệt động có đường kính 3 mét, bên trong đen nhánh, giống như vực. Sâu không đáy, nói với Tuyết Hương, cẩn thận. Ta đi cùng ngươi. Tuyết Hương bước lên một bước nắm tay Dương Bách Xuyên. Cảm động không? Vô cùng cảm động. Dương Bách Xuyên biết đây là một loại bảo hộ của Tuyết Hương. Bây giờ tu vi của Tuyết Hương đột phá, đứng trước mặt Tuyết Hương. Tu vi của hắn vẫn kém hơn. Lúc nàng nói ta đi cùng ngươi, dắt tay Dương Bách Xuyên, một hành động nho nhỏ thôi nhưng lại hòa tan trái tim của Dương Bách Xuyên. Năm đó nàng không do dự che trước mặt mình, ăn một kích của Cố Diệp để bảo vệ hắn. Hôm nay cũng như vậy, tùy ý tự nhiên dắt lấy tay hắn. Hai người nắm tay nhảy xuống vực sâu. Hai người dần rơi xuống, toàn bộ huyệt động càng ngày càng to rộng, càng ngày càng tối tăm. Trong bóng tối, Dương Bách Xuyên vươn tay ôm Tuyết Hương vào trong ngực. Lần trước bị cái tên Yến Xích Hà kia quấy rầy, lần này hắn ôm lấy nàng bằng tình yêu. Đặt một nụ hôn lên môi nàng, nàng không tránh né. Nhưng Dương Bách Xuyên lại cảm nhận được thân thể của nàng đang run rẩy, cũng nghe thấy tiếng tim đập nhanh của nàng. Một tiếng rên khẽ, mềm mại dịu dàng, mùi thơm cơ thể của thiếu nữ xộc vào xoang mũi. Tuyết Hương cảm thấy nhịp tim của mình đập cực nhanh, hai má cũng nóng bừng. Bị người nào đó hôn lên môi, một cảm giác kỳ diệu chưa từng có xuất hiện trong trái tim nàng. Đây là tình yêu của nhân tộc ư? Nhà đầu ngây thơ đi theo Dương Bách Xuyên vào đời ngàn năm, cũng hiểu biết một số chuyện của nhân tộc, nàng tận mắt nhìn thấy đôi nam nữ ve vấn đé nhiêu,
cũng từng nhìn thấy bọn họ trần truồng bên nhau. Cũng từng nhìn thấy hình ảnh hôn môi như lúc này Dương Bách Xuyên đang làm. Trong hiểu biết của nàng, đây là tình yêu nhân tộc. Trong lòng hơi kỳ quái, có chút không thoải mái, nhưng lại rất kỳ diệu. Ngay sau đó Tuyết Hương cảm thấy, nếu dựa theo những hình ảnh mà nàng nhìn thấy. Vì vậy, tiếp theo Dương Bách Xuyên là người hốt hoảng. Ban đầu hắn mang theo tình yêu hôn Tuyết Hương, nhưng hắn không ngờ trong mấy trăm năm hắn bế quan, Tuyết Hương thường xuyên đi theo Yến Xích Hà đi ra ngoài thành Tiên Đan, chứng kiến rất nhiều hành động của nhân tộc, trong đó thứ làm nàng ấn tượng sâu nhất là tình yêu nhân tộc. Nhưng, hoàn toàn hiểu sai rồi. Trong lúc người nào đó đang chìm trong khoảnh khắc tốt đẹp, không ngờ lại cảm nhận được một đôi tay ngọc thò vào trong quần áo của hắn. À, Dương Bách Xuyên run rẩy, Tuyết Hương, dừng lại, nơi này không thích hợp. Tuyết Hương bắt đầu cởi quần áo của Dương Bách Xuyên, nghe vậy, khó hiểu hỏi, không phải trong tình yêu của nhân tộc các ngươi, tiếp theo chúng ta nên cởi sạch hay sao? Khụ, Dương Bách Xuyên suýt nữa cười thành tiếng, xấu hổ buông lỏng Tuyết Hương ra, nói, ai nói tình yêu của nhân tộc là như vậy? Yến Xích Hà nói cho ta, trong lúc ngươi đang bế quan, hắn dẫn ta đi nhìn tình yêu nhân tộc các ngươi, hắn nói tình yêu nhân tộc chân chính là chân chuồng quấn quýt. Tuyết Hương nói, nàng cảm thấy hình như không thích hợp, Dương Bách Xuyên không phản ứng, không lẽ hắn không thích nàng? Khụ khụ, Dương Bách Xuyên ho khụ khụ, cắn răng nói, Yến Xích Hà, chờ. Lão tử trở về, chắc chắn sẽ đánh chết ngươi. Thì ra Tuyết Hương bị cái tên Yến Xích Hà ngu ngốc kia dạy hư. Không lẽ Yến Xích Hà nói không đúng? Tuyết Hương hỏi. Đương nhiên không đúng, những gì ngươi biết chỉ là một phần nhỏ trong tình yêu của nhân tộc, nhiều nhất là sinh lý, còn về tình yêu thì phải dựa vào bản thân đi tìm hiểu, sau này sẽ nói cho ngươi. Còn có, sau này không được nghe Yến Xích Hà nói hưu nói vượt. Dương Bách Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói. Biết rồi, ta sẽ tiếp tục học tập, muốn dung nhập nhân tộc phải hiểu mọi thứ về nhân tộc, ta sẽ bắt đầu từ tình yêu. Tuyết Hương nghiêm túc nói, Dương Bách Xuyên cảm thấy rất đau đầu. Đang định nói tiếp thì dưới vực sâu truyền đến một lực kéo hút vô cùng lớn, không thể ngăn cản. Dương Bách Xuyên biết đây là lực truyền tống không gian, Đinh Hòa Bình từng nhắc nhở, trận pháp thượng cổ ở nơi này rất không ổn định, rất có khả năng bị kéo vào thẳng thành ma tộc. Không hốt hoảng, hắn ôm chặt Tuyết Hương, sau đó cảm thấy váng đầu hoa mắt. Thân thể hai người xoay tròn. Hắn vận chuyển công pháp ôm chặt Tuyết Hương, biết bọn họ đã hoàn toàn tiến vào trong không gian trận truyền tống. Cảm giác choáng váng này kéo dài rất lâu, Dương Bách Xuyên không biết cụ thể là bao lâu, có lẽ một ngày, cũng có thể mấy tháng, dù sao rất dài. Cuối cùng hắn cũng cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Chưa kịp chuẩn bị, hắn và Tuyết Hương cùng rơi xuống, va mạnh lên trên một thứ vô cùng cứng rắn như tảng đá. Bịch, cả người đau nhức, nếu không phải bọn họ đều là tiên thể, khả năng cao sẽ bị ngã chết. Giọng nói của Định Hòa Bình vang lên. Dương Bách Xuyên đứng dậy đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Xung quanh vô cùng tối tăm, là một thế giới ngầm rất lớn, kiến trúc xung quanh đứng chồng ngược, nhưng điều kỳ quái là kiến trúc lại không hề bị hư hỏng. Hắn cùng nhìn thấy Đinh Hòa Bình. Đại Tông Sư, ngài không sao chứ? Đinh Hòa Bình hỏi, không sao, nơi này là sao vậy? Dương Bách Xuyên vẫn tiếp tục đánh giá hoàn cảnh xung quanh, nơi này không giống như một tòa thành ma, mà giống như một thế giới dù sao cũng có một chút ánh sáng, loáng thoáng thấy rõ xung quanh. Rõ ràng là tối tăm. Cũng không biết vầng sáng từ đâu ra. Loại tình huống này làm người cảm thấy nặng nề. Ninh Hòa Bình nói, chúng ta đã đến thành ma tộc, thật ra đây cũng là lần đầu ta đến đây, chỉ biết được tình hình nơi này qua ghi chép, còn thực sự như thế nào thì cũng không rõ lắm. Hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, trong điển tịch có ghi lại thành ma tộc là một tòa thành chỉ bị thượng cổ đại tiên điên đảo tấn công. Cho nên những hình ảnh chúng ta nhìn thấy đều đứng chồng ngược, đại địa dưới chân chúng ta là chỗ sâu trong đại địa. Trong truyền thuyết, thành ma tộc có ngàn vạn tu sĩ ma tộc sinh sống, tất cả đều bị trấn áp mai táng, theo ghi chép của sách cổ, nếu nơi này còn có ma tộc, vậy chắc chắn là ma hồn cổ. Đương nhiên ngoài ma hồn cổ còn có cả sinh linh bị ma táng cùng, rốt cuộc đây là một thế giới, đồng thời cũng tràn ngập nguy hiểm, chúng ta nên cẩn thận. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lúc này nơi bọn họ đứng giống như một quảng trường đảo ngược. Phía xa nhìn có chút tối tăm, nhưng vẫn có thể phân biệt. Đi ra quảng trường là đường phố. Lúc này một tiếng nổ vang lên, ầm. Sau đó nghe thấy có người hô, nơi này có kết giới, chúng ta bị nhốt bên trong. Nghe vậy, lúc này mọi người mới nhớ đến một vấn đề. Đi vào dễ dàng, đi ra ngoài khó khăn, không có đường lui. Dương Bách Xuyên hỏi Đinh Hòa Bình, lão Đinh, chúng ta đi ra ngoài kiểu gì, bên trên đỉnh đầu có đường trở về không? Đinh Hòa Bình xấu hổ nói, ta quên mất phụ này,
nhưng không sao, thành ma tộc có rất nhiều lối vào, nghe đồn mấy thế lực ngoài thành tiên đan đều có thể tự do ra vào, như vậy chắc chắn có đường đi ra khác, đến lúc đó chúng ta có thể đi tìm được, chúng ta đi qua bên kia xem sao. Dương Bách Xuyên dẫn theo Tuyết Hương, Đinh Hòa Bình đi về phía những người khác. Đi đến nơi mới phát hiện mọi người bị nhốt trong một nơi rộng khoảng 100 mét, xung quanh là kết giới vô hình. Định Đại Sư có biết chuyện gì đang xảy ra không? Hình Uyên Minh lên tiếng. Hình như là kết giới âm dương. Không chờ Đinh Hòa Bình lên tiếng, bảo. Thuận Quang trả lời vấn đề của Hình Minh Uyên. Bảo Đại Sư có cách phá giải không? Phương Tĩnh Thiên lên tiếng. Bảo Thuận Quang là trận pháp sư duy nhất trong những người này, lúc này mọi người đều nhìn về phía ông ta. Bảo Thuận Quang xấu hổ cười nói, khụ khụ, thật ra ta cũng chỉ có thể nhìn ra đây là kết giới âm dương, không phá được, hơn nữa đây là kết giới thượng cổ, cho dù chúng ta cùng chung sức cũng không phá được. Mọi người nghe ông ta nói vậy, lập tức trợn trắng mắt. Không phá giải được ngươi nói làm gì? Đối với Bảo Thuận Quang, bảo ông ta phá giải kết giới nơi này thật sự làm khó ông ta. Phải biết rằng nơi này là ma thành thượng cổ. Nguyên nhân chỉ có một, tòa thành này không đơn giản, hoặc trong đây có ma đầu làm tiên nhân thượng cổ không giải quyết được, nên bọn họ đã lật ngược. Phong ấn cả tòa ma thành, còn xây dựng một tòa tiên thành ở bên trên để trấn áp. Đủ để chứng minh sự bất phàm của tòa ma thành này. Thử nghĩ xem, muốn mai táng một tòa thành ma tộc cần thủ đoạn mạnh đến cỡ nào mới có thể làm được. Cho nên mới nói làm Bảo Thuận Quang phá giải đã làm khó ông ta nhìn ra được đây là kết giới âm dương đã rất tốt rồi. Dương Bách Xuyên nghĩ đến điều này và hiểu Bảo Thuận Quang. Nhưng có một số người không hiểu, ví dụ như Hình Uyên Minh suýt chút nữa đã cười nhạo Bảo Thuận Quang. Lúc này Bảo Thuận Quang rất tức giận và bắt đầu cãi nhau với Hình Uyên Minh. Đinh Hòa Bình được coi là người đứng đầu vụ việc này, tình hình hiện tại không rõ ràng, nói đúng ra là hắn chưa thực sự tiến vào yêu thành nên bắt đầu cãi nhau. Điều này không tốt, hắn phải nhịn cơn tức giận để khuyên can bọn họ. Phương Tĩnh Thiên của Hỏa Vân Các đang xem chương trình từ một bên, không thể không chế giễu Tiên Minh luyện tạo. Thân là chủ nhân của Bảo Thuận Quang, Dương Bách Xuyên biết tự nhiên không thể chiến đấu, Hình Uyên Minh cười nhạo hắn, nhưng hắn ta cũng không dám nghiêm túc ra tay, dù sao Tiên Minh luyện tạo cũng có thế lực lớn nhưng Dương Bách Xuyên sẽ không để tiểu đệ mình phải chịu đau khổ. Với vẻ mặt bình tĩnh, hắn thả chim thần ma ra khỏi không gian của Càn Khôn nồi và nói, Quả Đen, nhìn xem ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy? Chim thần ma tự xưng là chim thần ma số 1 trong tam giới, trước đây Dương Bách Xuyên không tin điều đó, nhưng vì nó đã dùng một giọt máu sinh mệnh cứu hẳn, khiến sức mạnh của hắn tăng vọt lên mấy lần. Dương Bách Xuyên bắt đầu tin vào điều đó. Vì nó là chim thần ma được mệnh danh là số 1 trong 3 cõi nên kiến thức của hắn chắc chắn không tệ, có thể nói được 1, 2, 3 điều. Chỉ cần chim thần ma có thể giải quyết vấn đề này, liền sẽ giải trừ xấu hổ cho Bảo Thuận Quang, biến thành vả mặt. Ồ, ngươi, một kẻ yếu đuối, sao lại rơi vào không gian âm dương nghịch chuyển? Chim thần ma vừa ra ngoài liền kêu lên một tiếng, đương nhiên cũng là thông qua truyền âm nói chuyện với Dương Bách Xuyên. Trên thực tế, khi có người ngoài, chim thần ma luôn rất khiêm tốn, anh ấy không bao giờ nói chuyện trước mặt người ngoài và giao tiếp với Dương Bách Xuyên bằng cách truyền âm. Nói cho kỹ, không gian âm dương nghịch chuyển là cái gì? Ta trước đó đã nói với ngươi, chúng ta sắp đi đến một thành phố ma tộc cổ tiên trấn áp và phong ấn. Tuy nhiên, sau một thời đại, những phong ấn và lối đi của thành phố ma tộc tất cả đều lỏng lẻo, theo lão Đinh, có thể trực tiếp vào thành. Nhưng sau khi bị hút vào thông đạo không gian, chúng ta tới đây, lại bị mắc kẹt trong một vòng tròn có bán kính 100 mét, Bảo Thuận Quang nói ở đây có âm dương kết giới, không thể làm gì được. Điều ta muốn hỏi ngươi bây giờ là, có cách nào để chúng ta thoát khỏi nơi này này hoặc vào thành ma tộc thực sự không? Dương Bách Xuyên nói với con chim quỷ một hơi, chờ đợi câu trả lời của nó. Ngươi là kẻ yếu đuối, sẽ gặp phiền toái, từ nơi này đi ra rất dễ dàng, nhưng ta nói cho ngươi biết, đi ra cũng giống như đi vào, ngươi đi vào địa phương hẳn là ngươi gọi là yêu thành thị. Tiểu tử có rất nhiều yêu khí, bất tử ngươi sẽ bị ma lực bên trong kiềm chế, tiến vào sau sẽ khó nói cái gì sẽ tồn tại, ngươi xác định muốn đi vào sao? Chim thần ma hỏi. Dương Bách Xuyên vui mừng khôn xiết khi nhận được câu trả lời mình mong muốn. Hẳn không ngờ kết quả này lại như vậy. Đúng là phía trên đầu có một hình vuông ngược, mọi tòa nhà đều nhìn lộn ngược, nhưng sau khi cẩn thận cảm nhận, quả thực có một luồng khí âm dương từ hình vuông ngược phía trên đầu phát ra, tuy yếu ớt nhưng nó là những. Dương Bách Xuyên ngay lập tức báo cáo chuyện này với Bảo Thuận Quang, dù sao cũng để Bảo Thuận Quang vả mặt đám người đó, mà hắn tạm thời chưa muốn náp động. Bảo Thuận Quang vốn đang cãi nhau với Hình Uyên Minh đến đỏ mặt cứng cổ, đột nhiên nghe được tin nhắn của Dương Bách Xuyên.
Ngay sau đó anh ta sửng sốt và nở một nụ cười, ông ta nhìn Hình Uyên Minh và hét lên, họ Hình kia, nghe lão tử nói đây, ngươi có tin rằng ta sẽ tìm được lối ra trong một phút không? Ngươi có dám đặt cược lớn với lão tử không? Dương Bách Xuyên nghe Bảo Thuận Quang nói vậy, suýt chút nữa đã cười ra tiếng, không ngờ Bảo Thuận Quang cũng biết bẫy người khác. Nếu như Hình Uyên Minh đồng ý thì nhất định sẽ rỉ máu. Chờ xem kịch vui vậy. Lúc này, đột nhiên Tuyết Hương nhỏ giọng nói, có phải ngươi biết cách ra ngoài không? Ha ha, ngươi thông minh đấy, nhưng khoan hãy nói, để lão Bảo và mặt Hình Uyên Minh đi, ha ha. Dương Bách Xuyên cười xấu xa. Bên kia, Bảo Thuận Quang nói trong vòng một phút đồng hồ sẽ tìm được lối ra, hơn nữa còn muốn đặt cược, điều này khiến Hình Uyên Minh còn đang diêu cợt phải sửng sốt. Vừa rồi còn đỏ mặt tía tai, nói không có cách phá, cũng không nhắc gì tới lối ra, vừa chớp mắt đã nói có thể tìm được đường ra, lừa ai chứ? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng Hình Uyên Minh lại bị Bảo Thuận Quang nhìn chằm chằm với vẻ mặt như đang nói, ngươi không dám chính là đang nhận thua, chọc giận. Hừ, ta không tin ngươi có năng lực như vậy, nói xem đánh cược cái gì, lão tử theo tới cùng. Hình Uyên Minh hừ lạnh nói. Bảo Thuận Quang cười gian, đơn giản, cược 5.000 tiên thạch, trung phẩm. Bảo Thuận Quang còn kéo dài giọng, bổ sung thêm, ngươi dám không? 5.000 tiên thạch trung phẩm đối với cao thủ cấp bậc Hỗn Nguyên cũng không phải là số lượng nhỏ. Cho dù Hình Uyên Minh có là điện chủ điện ma đăng cũng vậy. Trước ánh mắt của tất cả mọi người, Hình Uyên Minh hơi khó xử, 5.000 tiên thạch trung phẩm đấy, cho dù ông ta là điện chủ điện ma đan thì cũng sót. Nhưng ông ta không tin Bảo Thuận Quang có thể tìm được lối ra trong vòng một phút. Diệu Bất Ngôn và Biên Long lại vội vàng nói thể cược. Áo Bảo, ông điên rồi, sao có? Hình Uyên Minh nhìn Bảo Thuận Quang có hơi tức giận, vậy thì cược đi, ông ta không tin, nghiến răng nghiến lợi nói, cược thì cược. Phương các chủ và Đinh Đại Sư làm nhân chứng, lão tử không tin ông có thể tìm được đường ra chỉ trong một phút. Dứt lời, Hình Uyên Minh vung tay, một chiếc nhẫn không gian bay về phía Định Hòa Bình. Ha ha, cược thôi, Bảo Thuận Quang cười gian trá, cũng ném nhẫn về phía Phương Tĩnh Thiên. Không nhiều không ít, vừa đủ 5.000 tiên thạch trung phẩm. Phương Tĩnh Thiên đã kiểm tra xong. Bên phía ta cũng không có vấn đề gì. Đinh Hòa Bình lên tiếng, lúc này khóe, miệng đã giật giật. Ông muốn cười nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, bởi vì đã nhận được truyền âm của Dương Bách Xuyên. Diệu Bất Ngôn và Biên Long vẫn đang mù mịt, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Dương Bách Xuyên không nói cho hai người họ, nếu không thì bọn họ không diễn kịch được. Lúc này Dương Bách Xuyên cười. Bảo Thuận Quang cũng cười. Định Hòa Bình phải nhịn cười, ông rất vui với lần đánh cược này, Hình Uyên Minh vốn là người kiêu căng ngạo mạn, hơn nữa ông ta chế diệu Bảo Thuận Quang chẳng khác nào như đang mỉa mai Tiên Minh luyện hóa bọn họ. Cũng là giễu cợt Dương Bách Xuyên. Lần này thì hay rồi, Dương Bách Xuyên đã tìm được lối ra, để Bảo Thuận Quang đi và mặt Hình Uyên Minh, cũng tốt. Bắt đầu tính thời gian, Định Hòa Bình và Phương Tĩnh Thiên cùng lên tiếng. Ha ha, xem lão phu tìm đây. Bảo Thuận Quang cười gian, trực tiếp bay vọt lên đánh một chưởng theo luồng khí âm dương mà Dương Bách Xuyên đã chỉ điểm. Âm. Trong tiếng nổ vang, quả nhiên nơi mà Bảo Thuận Quang đánh vào đã xuất hiện một cánh cửa xoáy nước. Tìm thấy rồi, đó chính là cửa ra. Đây là không gian âm dương đảo ngược, thế nên quảng trường ở ngay trên đầu, hoặc là nói cửa vào thành ma tộc là điểm âm dương giao nhau ở phía trên đầu chúng ta. Bảo Thuận Quang rất đắc ý, nói những gì Dương Bách Xuyên truyền âm cho ông ra. Mọi người nghe xong thì thấy cũng có lý. Chưa tới một phút đồng hồ, thở hai hơi đã tìm được lối ra. Chuyện này, sao có thể, ta không tin đây là lối ra. Hình Uyên Minh trợn trừng mắt, vẻ mặt không thể nào tin nổi. Nhưng thật ra trong lòng biết rõ, ông ta đã cược thua rồi. Vòng xoáy xuất hiện trên đầu bọn họ tất nhiên là lối ra, bởi vì ở đây không có bất thường nào khác, chỉ có phần đỉnh đầu là họ chưa kiểm tra. Không hiểu sao Bảo Thuận Quang lại có thể tìm được, nhưng ngoài miệng Hình Uyên Minh vẫn không thừa nhận, có phải hay không, phái người đi kiểm tra là biết ngay. Lúc này, Đinh Hòa Bình lên tiếng, ông gật đầu với gã thị vệ, tỏ ý qua đó xem thử. Giây sau, tên thị vệ bay lên hơn 100 mét. Tiến vào vòng xoáy rồi biến mất. Tất cả đã sáng tỏ, nơi mà Bảo Thuận Quang tìm được chính là lối ra, cũng chính là không gian đảo ngược, mọi người có thể nhìn thấy được kiến trúc của quảng trường, nhưng người ở phía bên kia lại không thấy được họ. Hình Uyên Minh, ông thoa Bảo Thuận Quang cười tủm tỉm nói. Bảo Thuận Quang thắng, Phương Tĩnh Thiên dựa theo những gì đã nói trước đó, đưa 5.000 tiên thạch trung phẩm cho Bảo Thuận Quang, dù sao cũng không phải tiên thạch của mình nên không đau lòng. Đa tạ nhé. Tiên thạch này ta xin thu nhận, Bảo Thuận Quang cười tới sảng khoái. Ngươi, chúng ta đi. Cuối cùng, Hình Uyên Minh xanh mặt, dẫn người rời đi, bọn họ tiến vào trong vòng xoáy.
biết rõ mình bị Bảo Thuận Quang đùa giỡn, nhưng không nói gì được. Trong lòng tức chết đi được. Phương Tĩnh Thiên cũng dẫn người tiến vào vòng xoáy. Chỉ còn lại người phe mình. Đợi Phương Tĩnh Thiên dẫn theo người của Hòa Vân Các rời đi, Bảo Thuận Quang đi tới trước mặt Dương Bách Xuyên cười nói, đa tạ chủ nhân đã giữ mặt mũi cho ta, đây là 5.000 tiên thạch trung phẩm của Huỳnh Nguyên Minh, cộng thêm 5.000 của ta nữa, tổng cộng 10.000 tiên thạch trung phẩm, mong chủ nhân nhận lấy. Dương Bách Xuyên thấy Bảo Thuận Quang đưa nhãn không gian tới thì sững người, hắn khoát tay, đây là của ngươi, đưa ta làm gì? Nếu như không có chủ nhân giải vây thì ta đã bị đám Huỳnh Nguyên Minh cười chết rồi, chủ nhân chỉ điểm lối ra, ta mới chút được cục tức này, thấy vẻ mặt xanh mét của Huỳnh Nguyên Minh vừa rồi, ta rất sảng khoái, lấy được 5.000 tiên thạch của Huỳnh Nguyên Minh là công lao của chủ nhân, những tiên thạch này xem như thuộc hạ biếu kính chủ nhân, mong người nhận lấy. Bảo Thuận Quang nói rất chân thành, cũng nhất quyết phải đưa nhẫn cho. Hắn, lúc này, Dương Bách Xuyên có hơi xấu hổ, thân là chủ nhân lại lấy đồ của thuộc hạ, đây không phải phong cách của hắn, nhưng đây lại là tâm ý của Bảo Thuận Quang. Trong lúc đang khó xử, Đinh Hòa Bình nói, Đại Tông Sư cứ nhận đi, đây là tấm lòng của Lão Bảo. Đúng vậy, Đại Tông Sư nhận đi, nói ra lại hổ thẹn, nhờ có đan dược của Đại Tông Sư chúng ta mới đột phá lên Hỗn Nguyên Trung Phẩm, bọn ta vẫn chưa bỏ ra được thứ gì, đây là 3 tấm phù chú do ta luyện chế, một là để chạy trốn. Một để phòng ngự, tấm còn lại là tấn công, xin đại sư chớ ghét bỏ. Diêu Bất Ngôn cũng đưa lên 3 tấm phù. Đúng đúng đúng, nếu như không có đan của Đại Tông Sư thì chúng ta cũng không biết tới lúc nào mới có thể đột phá, lão biên ta cũng không có thứ gì tốt cả, con rối này ta xin tặng cho Đại Tông Sư, nó có thể chống lại được một đòn của Hỗn Nguyên Đại Viên Mãn, hy vọng Đại Tông Sư nhận lấy. Dứt lời, Biên Long vung tay lên, bên cạnh xuất hiện một con rối cỡ người đeo mặt nạ mặc áo giáp đen. Ở tu chân giới Dương Bách Xuyên cũng từng nghiên cứu con rối mặc dù không tinh thông nhưng vẫn có thể nhìn ra, con rối cạnh Biên Long là đồ tốt. Nghe thấy có thể ngăn cản được một đòn của Hỗn Nguyên Đại Viên Mãn là đã động tâm rồi. Lúc này, Đinh Hòa Bình lại xấu hổ, Bảo Thuận Quang tặng tiên thạch, hơn nữa còn là tùy tùng của Dương Bách Xuyên, cũng không có vấn đề gì, Biên Long là khôi lỗi sư, tặng con rối nên rất hợp lý, Diêu Bất Ngôn là phù chú đại sư, tặng phù chú không hề sai. Mọi người đều tặng quà đáp lễ cho đan dược của Dương Bách Xuyên, rất hợp tình hợp lý. Nhưng ông thì sao? Ông là luyện đan sư đấy. Dương Bách Xuyên còn là đại tông sư cửu phẩm. Đan dược của Đinh Hòa Bình không lấy ra được. Nhưng Dương Bách Xuyên đã tặng ông tiên đan giúp tu vi của ông đột phá lên tới Hỗn Nguyên Trung Phẩm. Đây là một ân tình lớn, người khác đều đã tặng quà đáp lễ, nếu như ông không có thì cũng không hay lắm. Nhưng đáp lễ bằng gì bây giờ? Đây là một vấn đề nan giải với Đinh Hòa Bình. Sau khi nghĩ ngợi, Đinh Hòa Bình cũng lấy ra một chiếc nhẫn, Đại Tông Sư, đan dược mà ta luyện chế mang ra chỉ thêm bêu xấu, trong chiếc nhẫn này là 10 gốc tiên dược mà ta cất giấu, ta tin nó ở trong tay của Đại Tông Sư thì sẽ phát huy được tác dụng lớn hơn. Được rồi, vậy thì ta đành mặt dày nhận lấy vậy, sau này luyện ra tiên dược sẽ không thiếu phần của các ngươi, đa tạ. Cuối cùng Dương Bách Xuyên vui vẻ nhận lấy, thật ra hắn biết những lễ vật này đều rất giá trị. Hơn nữa hắn còn có thể sử dụng, lại rất cần thiết. Hắn cũng không khách khí thêm mà nhận hết. Tất cả đều tiến vào vòng xoáy, xuất hiện trên quảng trường. Lần này, những gì mọi người nhìn thấy không còn là một khung cảnh đảo ngược mà là một quảng trường bình thường, các tòa nhà xung quanh cũng không có gì lạ. Cũng đúng như những gì chim thần ma nói, nơi mà mọi người đang đứng chính là không gian trong thành ma tộc, tất cả đều sẽ trở nên đảo ngược. Bắt đầu từ khi bọn họ tiến vào thành ma tộc thì mọi thứ đã thay đổi. Hơn nữa sau khi Dương Bách Xuyên tới đây, cảm nhận đầu tiên của hắn chính là xung quanh không phải tiên khí mà là ma khí vô cùng nồng đậm. Loại lực lượng này được hợp thành từ sức mạnh giữa đất trời, nhưng thích hợp cho ma tu, không phù hợp để tiên nhân tu luyện, hai loại sức mạnh đối lập khắc chế lẫn nhau. Ý của chim thần ma là nơi này vô cùng nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm thì cũng không còn cách nào, vào thì cũng vào rồi, hơn nữa với tính cách của Dương Bách Xuyên thì hắn không phải kiểu người tùy tiện chùn bước. Đây, Định Hòa Bình đang định lên tiếng cũng rất ngạc nhiên. Không ngờ sau khi tiến vào thì mọi thứ lại trở về bình thường. Đây chính là không gian âm dương đảo ngược sao, đúng là quỷ dị, xem ra thành ma tộc này không giống như bị chôn vùi, cảm giác chưa từng tổn hại. Không đúng, lực lượng trong này là ma khí, mọi người đóng chặt khiếu huyệt, đừng hấp thụ. Bảo Thuận Quang hô lên. Thật ra là đang nói với những thị vệ tu vi đại la, mấy lão già cấp bậc Hỗn Nguyên như bọn họ, không cần nhắc thì vừa tiến vào cũng đã cảm nhận được. Dương Bách Xuyên lên tiếng hỏi Tuyết Hương ma khí có ảnh hưởng gì tới yêu tộc các ngươi tu luyện không? Có, tiên, yêu, ma,
ba lực lượng này đều có ảnh hưởng lẫn nhau, tiên lực tương đối êm dịu, yêu lực của chúng ta cứng rắn, còn ma khí của ma tộc lại ngang ngược mạnh mẽ, trên lý thuyết thì nó có thể khắc chế bất kỳ loại sức mạnh khác. Tuyết Hương nói, nhưng không hấp thụ nhiều thì sẽ không sao, ta cũng không bị ảnh hưởng, ngươi yên tâm đi. Tuyết Hương bổ sung thêm. Vậy thì được, Dương Bách Xuyên cũng không biết mình đã bắn đầu quan tâm cho Tuyết Hương. Lúc này ba thế lực đều tập trung trên quảng trường, mỗi thế lực chiếm giữ một bên, mọi người cũng không phát hiện ra kết giới gì. Xung quanh quảng trường là những con đường giường kéo dài, bầu trời ở đây nhìn qua rất u ám và xám xịt. Tiếp theo nên đi về hướng nào cũng là một câu hỏi. Cũng xuất hiện ý kiến khác nhau. Theo kế hoạch ban đầu, mọi người nên cùng tiến và rút lui, tức là cùng nhau hành động. Nhưng lúc này, hình nguyên minh của Điện Ma Đan và Phương Tĩnh Thiên của Hỏa Vân Các lựa chọn phương hướng khác nhau, Đỉnh Hòa Bình lại hy vọng mọi người đi cùng nhau. Sau khi giằng co, cục diện thế chân vạc, ai cũng không thuyết phục được ai. Lúc này, Dương Bách Xuyên nhìn hai người Huỳnh Nguyên Minh và Phương Tĩnh Thiên, hắn không nhịn được lên tiếng, lão Đinh, không cần phải ngăn cản làm gì, nếu có người đã muốn chết thì cũng đừng ngăn họ. Dương Bách Xuyên vẫn luôn khiêm tốn nhưng lúc này hắn quả thật không chịu nổi hành vi của hai con cáo giả này. Nói là đồng tâm hiệp lực xông xáo ở thành ma tộc, vậy mà bây giờ lại đòi chia ra, hắn ghét nhất là loại người nói một đằng làm một nẻo. Vậy nên mới nói với Đinh Hòa Bình, để ông không phí lời với mấy người họ nữa. Thành ma tộc thượng cổ đâu có dễ vào như vậy. Mặc dù nơi này quả thật có rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng phải còn mạng mà hưởng mới được, hẳn biết rất rõ hai lão già này đang nghĩ cái gì. Bọn họ đều là những người mang ý xấu. Dương Bách Xuyên không nhịn được mà lên tiếng, nhưng vào tai Huỳnh Nguyên Minh và Phương Tĩnh Thiên lại có khác biệt rất lớn. Cả hai đều nhìn về phía Dương Bách Xuyên. Đương nhiên biết rõ Dương Bách Xuyên là Đại La, nhưng không phải là một Đại La bình thường mà một Đại La có thể giết chết Hỗn Nguyên sơ phẩm một cách quỷ dị. Vì thế ông ta cố ý nói như vậy là muốn xem Dương Bách Xuyên có quan hệ gì với Tiên Minh luyện tạo, nhất định là hắn đã gia nhập với bọn họ, hơn nữa còn có được thân phận địa vị không tầm thường, lẽ nào hắn cũng là đại sư có cùng cấp. Bậc với bốn người Đinh Hòa Bình. Hắn là đại sư gì? Luyện đan, luyện khí, phù chú hay là khôi lỗi? Đây là những vấn đề mà Phương Tĩnh Thiên tạm thời chưa biết, ông ta phải tìm hiểu một chút, dù sao thì tiến vào thành ma tộc ít nhiều gì cũng sẽ có chút phiền phức, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, sống lâu mới tiến xa được. Ha ha, ngươi chỉ là một tên đại la mà thôi, có tư cách gì nói chuyện với chúng ta? Ngươi là cái thá gì chứ? Hình Nguyên Minh cũng lên tiếng, chẳng lẽ ông không nhìn ra Dương Bách Xuyên có gì kỳ lạ sao? Đương nhiên có thể thấy ông ta không biết Dương Bách Xuyên là ai. Lúc này ông ta ôm suy nghĩ giống Phương Tĩnh Thiên mà thôi. Ông ta cũng muốn kiểm tra địa vị của Dương Bách Xuyên trong số những người trong Tiên Minh luyện tạo. Trên đường đi, mặc dù Dương Bách Xuyên rất khiêm tốn nhưng Hình Nguyên Minh có thể thấy rằng bốn vị lão bất tử Đinh Hòa Bình và Bao Thuận Quang đều có sự tôn trọng nhất định đối với người này. Điều này rất vô lý. Phương Tĩnh Thiên kiểm tra chiều sâu của Dương Bách Xuyên, và Hình Nguyên Minh đương nhiên cũng muốn làm điều tương tự. Chỉ là phương pháp mà hai người sử dụng là hoàn toàn khác nhau. Hắn thực sự nghĩ rằng bài kiểm tra của Phương Tĩnh Thiên thông minh hơn, về phần Hình Nguyên Minh, he he, hắn đã ném đá ngay lập tức. Đinh Hòa Bình chưa kịp trả lời, Dương Bách Xuyên đã nheo mắt lại, nói thẳng, ta không có tư cách nói chuyện với ngươi, nhưng có tư cách giết ngươi, muốn cút thì cút lẹ đi, còn ở đây dây dưa ta sẽ xử ngươi. Ngươi, Hình Viễn Minh tức giận, ông ta không ngờ Dương Bách Xuyên trực tiếp như vậy, còn trực tiếp đến nỗi đòi tấn công ông ta giận đến phát run, Dương Bách Xuyên. Đừng tưởng ngươi có thể giết Cổ Diệp là vô địch, lão tử cũng không phải tên ngu xuẩn Cổ Diệp kia, có tin ta giết ngươi ngay bây giờ không? Hình Nguyên Minh cũng tức giận đe dọa Dương Bách Xuyên. Ha ha, Hình Nguyên Minh, Dương Bách Xuyên có tư cách hay không là chuyện của Tiên Minh luyện tạo bọn ta, bây giờ ngài ấy đã là người của Tiên Minh luyện tạo, muốn đánh nhau, Tiên Minh luyện tạo sẽ chiều ngươi. Đinh Hòa Bình lúc này ngang nhiên trực tiếp hỗ trợ Dương Bách Xuyên, gần như bại lộ thân phận của Dương Bách Xuyên là đại sư luyện đan cấp 9 của Tiên Minh luyện tạo. Tuy nhiên, chuyện này phải được giữ bí mật, không được để thế giới bên ngoài biết, nếu không sẽ khơi dậy sự ghen tị. Đỉnh Hòa Bình vô cùng khí thế nói, đứng bên cạnh Dương Bách Xuyên. Ngay sau đó, vẻ mặt của Bảo Thuận Quang trở nên u ám. Biên Long, Diệu Bất Ngôn và Tuyết Hương đều đứng bên cạnh Dương Bách Xuyên, lần lượt tỏa ra sức mạnh mạnh mẽ, tu vi Hỗn Nguyên trung phẩm cấp 1. Lần này Hình Nguyên Minh đã bị sốc, trán toát mồ hôi. Bây giờ hắn có thể thấy. Dương Bách Xuyên đã có được địa vị không thấp trong Tiên Minh luyện tạo, nếu không thì Đinh Hòa Bình và bốn người còn lại sẽ không phòng thủ như vậy, thậm chí còn có thể vì Dương Bách Xuyên mà lên núi đao xuống biển lửa.
bao gồm cả yêu yêu tiên và tiên nhân xung quanh Dương Bách Xuyên, có tổng cộng 5 hỗn nguyên trung cấp. Ngay khi Hình Nguyên Minh đổ mồ hôi trên trán và suy nghĩ xem Phương Tĩnh Thiên có thể thành lập liên minh hay không, ai biết rằng Phương Tĩnh Thiên đã lặng lẽ lẻn đi cùng người của mình, và nhanh chóng biến mất trong bóng tối của đường phố. Nếu bọn họ thực sự muốn chiến đấu, thứ họ phải đối mặt chính là cao thủ của 5 vị tiên nhân hỗn nguyên đạo tiên trung phẩm, chưa kể Dương Bách Xuyên, người có thể là đại la đại viên mãn, nhưng hắn cũng có thể giết chết hỗn nguyên đạo tiên cấp 1. Không trêu vào nổi. Đợi đó, chúng ta đi. Cuối cùng, Hình Nguyên Minh bỏ cuộc, ông ta nói một lời gay gắt và dẫn mọi người ra khỏi quảng trường theo một hướng khác. Nhìn thấy Hình Viễn Minh hung ác rời đi, Bảo Thuận Quang không khỏi nói, chủ nhân, ngài để cho lão gia hỏa kia rời đi như vậy sao? Không thì sao, Dương Bách Xuyên trợn mắt, tiếp tục nói, nhớ kỹ, chúng ta hiện tại đang ở một không gian có thể hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài. Nếu ở đây có cổ yêu linh hồn hoặc những sinh vật khác, thì nhân tộc chỉ có thể đoàn kết với nhau. Thà giữ lại còn hơn giết, hơn nữa nếu bọn họ thật sự đánh nhau, chúng ta cũng sẽ bị thương, điều này không hề có ích gì, vừa vào giết người mà chảy máu là xui xẻo, được rồi, chúng ta nghĩ xem làm thế nào tìm được Lạc Dương đi. Dương Bách Xuyên khoác lác mấy câu. Bảo Thuận Quang và những người khác nghe cũng có lý. Ninh Hòa Bình nói, đúng đúng, mục đích của chúng ta tới đây là tìm Lạc Dương đại nhân. Đây mới là chính sự, bọn họ muốn đi thì để bọn họ đi. Lão Đinh, các ngươi biết phải tìm Lạc Dương như thế nào không? Dương Bách Xuyên hỏi đám người Đinh Hòa Bình, hắn nghĩ khi Đinh Hòa Bình đã chuẩn bị sẵn sàng, không thể nào xông vào vội vàng được. Đại Tông Sư, trong tay ta có một tấm thẻ bài của Lạc Dương đại nhân. Đó là mệnh lệnh của thủ lĩnh tiên minh luyện tạo. Khi Lạc Dương đại nhân rời đi, đã đưa nó cho ta và nhờ ta giải quyết công việc của tiên minh luyện tạo ở thành Tiên Đan thay ngài ấy. Kỳ thật ta cũng chưa từng sử dụng tấm lệnh bài này, mấy hôm trước ngài tìm được lời nói của Lạc Dương đại nhân để lại, ta quay lại tìm lệnh bài, nhưng lại phát hiện linh khí của Lạc Dương tiên sinh trên lệnh bài vẫn chưa tiêu tán. Điều này có nghĩa là ngài ấy chắc chắn vẫn còn sống. Nếu Lạc Dương đại nhân thực sự ở trong thành ma tộc này, chúng ta có thể tìm thấy ngài ấy dựa trên linh khí của ngài ấy trong tiên minh luyện tạo, tuy nhiên, linh khí trên đó hơi yếu nên việc tìm thấy ngài ấy có thể hơi rắc rối, nhưng chúng ta vẫn có thể truy tìm dấu vết của ngài ấy. Định Hòa Bình nói xong, trong tay ông ta xuất hiện một tấm lệnh bài cực kỳ lợi hại, có 3 chữ tiên minh lệnh nói ở trên, rõ ràng đây là tiên khí, hơn nữa là tiên khí cấp cao. Tất nhiên, những loại tiên khí này thường là biểu tượng của địa vị. Theo lời của Định Hòa Bình, đây là lệnh bài của Lạc Dương với tư cách là người đứng đầu phân bộ tiên minh luyện tạo ở thành Tiên Đan, chẳng qua khi rời đi đã giao lại cho ông ta toàn quyền trông coi tiên minh luyện tạo ở thành Tiên Đan. Lúc này, nó đã trở thành chìa khóa để tìm ra Lạc Dương. Biết bao chuyện trên đời đều có nhân quả. Năm đó Lạc Dương không có giao lại tiên minh lệnh này cho Đinh Hòa Bình, hiện tại cho dù biết Lạc Dương đã tiến vào thành ma tộc cũng khó mà tìm được nàng ta. Dù sao, thành ma tộc này diện tích không nhỏ, nói là thành, kỳ thực là một thế giới. Tìm kiếm không có mục tiêu sẽ rất khó tìm. Nhưng có tiên minh lệnh còn có một đầu mối chính, việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn. Bởi vì nó có hơi thở Lạc Dương để lại, có nắm chắc thi pháp tìm kiếm không? Dương Bách Xuyên hỏi. Có, ta sẽ thử xem, đệ tử của tiên minh luyện tạo đều có bí pháp để truy vết, lát nữa ta sẽ thử. Ninh Hòa Bình nói xong, bắt đầu thi pháp, ông ta cầm tiên minh lệnh, bắt đầu thi triển bí thuật. Ông ta đứng đó nhắm mắt lại, dùng tay véo và lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, lệnh tiên minh luyện tạo cũng phát ra một vầng sáng. Xem ra còn phải mất một khoảng thời gian, vì vậy Dương Bách Xuyên bảo. Bảo Thuận Quang cảnh giác, nơi này hiện tại có vẻ yên tĩnh, nhưng ai có thể đảm bảo sau một khắc sẽ xảy ra chuyện gì. Dù sao thì từ giờ trở đi họ cũng đã tiến vào một tòa thành cổ. Dương Bách Xuyên thực ra không biết nhiều về các ma đạo trong tiên giới, và hắn không biết liệu chúng có giống với ma tộc mà hắn gặp trong tu chân giới hay không. Nghĩ đến đây, hắn hỏi Biên Long và Diêu Bất Ngôn, các ngươi biết bao nhiêu về ma tộc và ma đạo trong tiên giới? Có thể nói cho ta biết về họ không? Tu sĩ ma đạo cũng là nhân tộc, yêu tộc và các chủng khác mà ra, tu sĩ tiên đạo lạc lối, hoặc là người nhập ma, có 2 loại phân biệt. Có một loại tự nguyện tu luyện ma đạo, loại này gọi là ma tu, thứ bọn họ theo. Đuổi chính là sức mạnh ma đạo. Bọn họ truy cầu dẫn đạo cũng là con đường ma ộc, bọn họ cũng là những tồn tại hoàn chỉnh, ý thức độc lập ngay từ đầu, không khác gì tiên nhân. Loại còn lại là đọa ma, là loại bị động, nhiều khả năng là tiên nhân, yêu tộc. Hoặc những sinh vật khác tu luyện sai lầm, rơi vào con đường ma đạo, trong tình huống như vậy, về cơ bản sẽ thua cuộc, trở thành một thây ma biết đi, trong lòng sẽ chỉ tràn ngập phẫn nộ và giết chóc, khó có thể lấy lại ý thức.
Đương nhiên cũng có một số cá nhân có thể khôi phục, nhưng sau khi tu luyện đến cuối cùng sẽ hoàn toàn chuyển hóa thành huyết yêu, cuối cùng phát triển ý thức mới, trở thành một đại ma ma đạo vô cùng đáng sợ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 163.